Đề bài của chúng ta là phân biệt tài sản và nguồn vốn với dữ liệu của một đơn vị. Đây có các cái thông số như thế này. Thế thì cái việc phân biệt tài sản nguồn vốn là một cái việc rất quan trọng, từ đó giúp bạn nắm chắc được bản chất của các đối tượng kế toán. Bạn biết phân biệt được cái gì thuộc về tài sản ngắn hạn, cái gì thuộc về tài sản dài hạn. Bạn phân biệt được đâu là nợ phải trả, đâu là vốn chủ sở hữu. Trên cơ sở như vậy thì hôm nay bạn sẽ định hình được các cái tài khoản kế toán sử dụng cho các đối tượng kế toán của mình. Được chưa? Và như chúng ta đã biết thì trong cái bộ báo cáo tài chính của chúng ta có một báo cáo rất quan trọng, đó là bảng cân đối kế toán, là cái bảng thể hiện sự cân bằng của hai đối tượng kế toán, đó chính là tài sản và nguồn vốn. Thế thì rõ ràng rằng khi mà bạn đã phân biệt được tài sản và nguồn vốn thì lúc này bạn mới lên được bảng cân đối kế toán. Đúng không ạ? Còn thì nếu như bạn không chắc được cái phần nguyên lý là phân biệt được tài sản và nguồn vốn thì tôi khẳng định rằng bạn sẽ không thể lên được bảng cân đối kế toán. Đây lý do vì sao mà tôi phải đưa cho các bạn các bài tập như này để các bạn làm và luyện tập. Thế thì với cái dữ liệu này thì chúng ta cùng chữa nhá. Thứ nhất, đầu tiên với cái bài tập là phân biệt tính x và phân biệt tài sản nguồn vốn thì lúc này các bạn phải nắm được kiến thức đầu tiên là chính là tổng giá trị của tài sản thì lúc bằng tổng giá trị của nguồn vốn. Được chưa? Và trên cơ sở là khi mà biết được tổng giá trị tài sản, tổng giá trị nguồn vốn rồi thì bạn sẽ cần phải phân biệt các cái đối tượng, 15 đối tượng ở trong cái ví dụ này, trong bài tập này, xem rằng cái gì thuộc về tài sản thì này bạn sẽ đưa về tài sản, cái gì thuộc về nguồn vốn thì bạn sẽ đưa về nguồn vốn. Được chưa ạ? Khi mà bạn phân biệt được đâu là tài sản, đâu nguồn vốn rồi thì này bạn sẽ sử dụng cái đẳng thức tổng tài sản và tổng nguồn vốn thì bạn sẽ tìm được x. Đã lớp hiểu cách làm chưa ạ? Dạ con ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt nhé. Phải trả cho người bán thuộc về Cảm ơn là bà. OK, phải trả cho người bán thuộc về nợ phải trả. Và đây là một khoản nợ rồi đúng không ạ? Và nó sẽ được ghi nhận ở tài khoản 331. Vì vậy bạn đưa phải trả cho người bán về tài khoản đầu 3, 331. Nguyên vật liệu nó là tài khoản bao nhiêu ạ? Đầu một 152 đúng không? Dạ. OK, nhà xưởng được ghi nhận ở tài khoản bao nhiêu? 211. Đúng rồi, 211. À, phương tiện vận tải. Phương tiện vận tải 211. Phương tiện vận tải 2113. nhưng mà cụ thể là 2113 và nhà xưởng cụ thể là 2111 nhá. Lợi nhuận chưa phân phối. 4 4 Lợi là nhuận chưa tại phân 4 phối chúng ta đưa về tài khoản 421 đúng không? Tiếp 21 ạ. Quỹ khen thưởng phúc lợi. 353. Đúng rồi, 353. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 441. 441, OK. Nợ dài hạn 341. 3411 đúng ạ? Cái thằng nợ dài hạn này thì bạn nhớ rằng đó chính là khoản tiền doanh nghiệp đi vay, vậy nó sẽ được ghi nhận ở nợ phải trả. Và trong đối với khoản vay thì sẽ được ghi nhận ở tài khoản 3411 được chưa? Tiền mặt 111. 111, OK. Máy móc thiết bị 2112. Đúng rồi, 211, tức là tài sản cố định nhưng cụ thể chi tiết là 2112. Phải nộp cho ngân sách 333, đúng không ạ? Đó là khoản nợ phải trả. Vì vậy kiểu gì đó đầu 3 thôi. Bây giờ bạn mở đầu 3 ra xem là cái khoản phải nộp cho ngân sách thì được ghi nhận ở đâu. Thì được ghi nhận tại khoản 33. Nguồn vốn kinh doanh 411. Rồi, thành phẩm 155. Thành phẩm là tài sản chúng ta đúng không ạ? Và nó sẽ ghi nhận tài khoản tài sản đầu 1. Và cụ thể là 155. Tiếp tiền gửi ngân hàng 122. OK, tiền gửi ngân hàng được ghi nhận ở tài khoản 112. Phải thu của khách hàng 131. 131 đúng không ạ? Vậy thì trên cơ sở đã phân biệt được tài sản và nguồn vốn dựa trên cái gì đấy ạ? Dựa trên cái ký hiệu tài khoản rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bảng. Tôi bạn vẽ cho tôi một cái bảng ạ. Một cái bảng. À, cái bảng đấy bao gồm hai phần, một phần là tài sản và một phần là gì đấy ạ? Nguồn vốn. Trong tài sản bạn vẽ ra nó sẽ bao gồm hai phần, một là tài sản ngắn hạn, hai là tài sản gì dài hạn. Trong cái nguồn vốn bạn cũng sẽ vẽ ra thành hai phần, một là nợ phải trả và hai là gì đấy ạ? Vốn chủ sở hữu. Anh hiểu vấn đề không? Đây. Có. Tôi sẽ lấy ví dụ nhá. Tôi sẽ có một bên là tài sản và giá trị của tài sản. Bên là nguồn vốn. Và thứ hai là giá trị của gì? Nguồn vốn.
Đây. Trong tài sản này của chúng ta thì chúng ta sẽ chia thành hai phần. Cái này làm sao nhỉ? Đây. Tài sản bao gồm hai phần, một là tài sản ngắn hạn, thứ hai là tài sản dài hạn. Nguồn vốn này bạn cũng sẽ chia thành hai phần, một là nợ phải trả và số hai là vốn chủ sở hữu. Được chưa? Thế thì cái gì thuộc về tài sản ngắn hạn để bạn đưa vào phần tài sản ngắn hạn? Và chúng ta hiểu rằng những tài khoản đầu 1 thì chúng ta đưa vào vùng này đúng không ạ? Còn những tài khoản đầu 2 thì bạn đưa vào vùng này đúng không? Cái gì là phải trả bạn đưa vào đây, cái gì vốn chủ sở hữu đưa vào đây. Và việc đưa vào các bạn thì nó sẽ cần phải đảm bảo đó là cuối cùng bạn sẽ phải ra tổng giá trị của tài sản phải bằng tổng giá trị của gì đấy ạ? Các bạn hình dung cái bảng mà các bạn làm chưa? Dạ rồi ạ. Và Dạ bạn có. hãy lưu ý tôi rằng khi mà tổng giá trị của tài sản bằng tổng giá trị nguồn vốn này rồi, lúc này bạn đã chứng minh được đẳng thức tổng tài sản đối bằng tổng nguồn vốn, và đây chính là cái hình thù cái bảng cân đối kế toán đứng ở góc độ nguyên lý. Và khi mà Bộ Tài chính họ thiết lập lên các cái mẫu của các bảng cân đối kế toán đi theo các cái thông tư, ví dụ như là 200 hoặc 133 hoặc là ngày xưa là 15 hoặc 48, thì hôm nay nó sẽ phải dựa trên cái tính nguyên lý như thế này, tức là tài sản họ cũng phải chia thành hai phần, nguồn vốn họ cũng phải chia thành hai phần như thế này. Chỉ có điều có sự khác biệt là có một số chi tiêu họ sẽ làm chi tiết hơn hay họ sẽ gộp lại thôi, em hiểu nhá. Vậy thì đi ra từ góc độ nguyên lý là bảng cân đối kế toán nó phải bao gồm hai phần tài sản và nguồn vốn, và tổng giá trị hai phần này bằng nhau, trong đó tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguồn vốn bao gồm nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Là các phần nội dung này cả lớp ok chưa? Dạ Và rồi khi cô. em đưa em khi em phân loại được cái gì thuộc về tài sản, cái gì thuộc về nguồn vốn rồi, thì lúc này em sẽ có được cái đẳng thức tổng giá trị tài sản và tổng giá trị nguồn vốn. Và rõ ràng ở đây chúng ta có một cái đó là máy móc thiết bị, là có chúng ta gọi là x, chúng ta chưa biết đúng không ạ? Chúng ta sẽ x cộng với tổng tài sản đã biết thì sẽ bằng tổng giá trị nguồn vốn, và từ đấy em sẽ tính được x nhá. Cái bài toán này chắc là cả lớp ai làm được rồi, được không ạ? Dạ được. Ok, như vậy chúng ta khép lại cái bài tập phân biệt tài sản và nguồn vốn ở đây. Các bạn phải hiểu rõ được cái vai trò của cái việc phân biệt được tài sản nguồn vốn nó rất quan trọng như thế nào khi chúng ta lên bảng cân đối kế toán. Và thông qua đây thì các bạn cũng cần phải cắm cho cô được cái hình thức của bảng cân đối kế toán đứng ở góc độ nguyên lý. Đấy. Nhiều bạn cứ nói rằng là báo cáo tài chính, chúng ta nghe thì báo cáo tài chính là cái gì đó rất là to tát và chúng ta sợ rằng mình không làm được. Nhưng khi em học nguyên lý, em tiếp cận từ từ, đi từ cái bản chất, em thấy rằng à, bảng cân đối kế toán đâu phải gì là quá to tát đâu. Nó chỉ là cái bảng thể hiện sự cân bằng của hai đối tượng là tài sản và nguồn vốn thôi. Tài sản thì bao gồm hai phần ngắn hạn dài hạn, nguồn vốn bao gồm hai phần nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Và khi lên bảng cân đối kế toán thì cần phải có tổng giá trị của tài sản bằng tổng giá trị của gì đấy ạ? Nguồn vốn. Và chúng ta sẽ phải nắm chắc được cái bản chất này, vì chúng ta hiểu rằng từ trước đến nay khi mà các thông tư quy định có sự thay đổi, tuy nhiên thì cái tính nguyên lý này là không thay đổi, nó chỉ khác nhau với các cái chỉ tiêu ở trong từng cái mục ngắn hạn, dài hạn hoặc lợi phải trả của sở hữu này, nó có thể là tổng hợp hơn hoặc là có thể chi tiết hơn mà thôi, rõ nhá. Ok, vậy là dạy các bạn rất là kỹ cái phần này rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu về ước tăng giảm của tài khoản kế toán doanh thu và chi phí. Các bạn viết các quy ước của chi phí vào đi ạ. Các bạn vẽ cái sự quy ước của tài khoản chi phí.
Không chưa ạ? Có làm cái xong chưa? Xong rồi cô ạ. Rồi cô. Rồi viết xong rồi thì tất cả lớp chú ý lên bảng của con sẽ giải thích cái quỹ ước tăng giảm của tài khoản về chi phí và những tài khoản đầu 6 và đầu 8. Thì như các bạn đã biết, tất cả các tài khoản kế toán của chúng ta từ tài khoản 1 đến tài khoản 9 nó luôn có hình thù hình chữ T và hai bên là lợi và có. Vì vậy với các cái tài khoản chi phí là đầu 6 đầu 8 nó cũng sẽ có hình thù hình chữ T với hai bên là lợi có như thế này. Tuy nhiên thì cái sự quỹ ước tăng giảm của tài khoản chi phí thì được quy ước như sau. Nếu như trong kỳ mà chi phí có sự phát sinh tăng thì chúng ta cần phải ghi nhận sự phát sinh tăng này bên nợ. Nếu như trong kỳ chi phí có sự phát sinh giảm thì chúng ta cần phải ghi nhận sự phát sinh giảm này bên có. Và đến cuối kỳ bạn sẽ cộng phát sinh bên nợ và cộng phát sinh bên có của tài khoản chi phí. Và nhìn vào đây thì bạn sẽ thấy rằng các cái tài khoản thuộc về chi phí đầu 6 và đầu 8 bạn thấy rằng là có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ không? Dạ không ạ. Đấy thì các bạn sẽ ghi cho cô một cái lưu ý rất quan trọng vào. Và ghi về đi ạ. Các tài khoản chi phí đầu 6 và đầu 8 không bao giờ có số dư. Tức là dù là số dư đầu kỳ hay số dư cuối kỳ là không bao giờ có. Nhớ chưa ạ? Các tài khoản chi phí đầu 6 và đầu 8 không bao giờ có số dư. Ok. Vì sao nó không có số dư thì lát nữa chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời nhá. Tuy nhiên thì với cái quy ước này thì tôi sẽ các bạn một cái mẹo để các bạn có thể nhớ được quy ước một rõ ràng và nó hiệu quả hơn. Đó là sự quy ước của chi phí bạn thấy không, nó giống hệt như sự quy ước của tài gì? Tài sản. Tức là phát sinh tăng đều ở bên nợ và phát sinh giảm thì ghi ở bên đâu đấy ạ? Bên có. Có bao giờ bạn đặt ra một câu hỏi là vì sao sự phát sinh của chi phí lại được quy ước giống như sự phát sinh của tài sản không ạ? Câu trả lời này nhá, câu trả lời này chưa được ghi nhận là tôi thấy chưa được giải đáp một cách cận kẽ và bản chất để các bạn nắm được từ cái phần nguyên lý kế toán nên cũng thích luôn. Bạn thấy rằng khi mà doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải doanh nghiệp cần tài sản đúng không ạ? Cần có tài sản đúng không? Yeah. Khi mà doanh nghiệp đã bỏ tài sản vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tức là doanh nghiệp đã làm gia tăng chi gì? Chi phí. Vì vậy là tài sản của doanh nghiệp nó phải là có mối quan hệ tỷ lệ thuận với chi phí không? Dạ đúng. Đấy là lý do vì sao mà cái quy ước của chi phí là giống như quy ước của tài sản. Phát sinh tăng thì ghi bên nợ, phát sinh giảm thì ghi bên có. Và đến cuối kỳ bạn cũng cần phải cộng phát sinh của bên nợ và cộng phát sinh bên có của chi phí. Và hãy luôn luôn nhớ cho tôi rằng các tài khoản chi phí không bao giờ có số dư. Ok. Nắm được phần này chưa cả lớp? Dạ được. Dạ rồi cô. Ok, bây giờ các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo cô. Đó là quy ước tăng giảm của các tài khoản doanh thu. Chưa tính nào. Để làm. Có không? Đúng là lòng ngọt. Hả? Con ngân là gì không? Rồi em làm thế. Các bạn ghi xong chưa? Dạ rồi. Thế bây giờ các bạn nhìn lên bảng, con sẽ hướng dẫn này. Bạn thấy rằng các tài khoản doanh thu của chúng ta là tài khoản đầu 5 và đầu 7, đúng không ạ? Và bởi vì nó là tài khoản kế toán nên nó đều có hình thù hình chữ T với hai bên là một là lợi hai là có. Tuy nhiên cái sự quy ước của doanh thu thì sẽ khác sự quy ước của chi phí. Sự quy ước của doanh thu như sau: nếu như trong kỳ doanh nghiệp có sự phát sinh tăng về doanh thu thì lúc này doanh nghiệp sẽ ghi nhận sự phát sinh tăng doanh thu này ở bên đâu đây ạ? Bên có. Còn nếu như trong kỳ doanh nghiệp có sự phát sinh giảm về doanh thu thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận sự phát sinh giảm doanh thu này ở bên đâu đây? Bên nợ. Và đến cuối kỳ bạn cần phải cộng phát sinh bên nợ và cộng phát sinh bên có của doanh thu. Thế thì thông qua đây thì chúng ta thấy một vấn đề, đó là nếu như tài sản có sự quy ước giống như chi phí thì nguồn vốn có sự quy ước giống như của gì đấy ạ? Doanh thu. Bởi vì doanh thu và nguồn vốn có mối quan hệ tỷ lệ thuận. Khi doanh thu tăng lên thì sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên, lợi nhuận tăng lên thì cũng sẽ làm cho cái vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng sẽ tăng lên. Đây là lý do vì sao mà quy ước của doanh thu là giống như quy ước của nguồn vốn.
Và phòng doanh thu cũng có một cái lưu ý giống hệt như chi phí, đó là các cái tài khoản doanh thu không bao giờ có số dư. Các bạn ghi về đi ạ. Các tài khoản doanh thu không bao giờ có số dư. Xong chưa ạ? Bạn ghi xong chưa? Được rồi cô. Thế bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một cái kết luận chung, đó là các tài khoản chi phí thì là 68, doanh thu 57, mà doanh thu chi phí không bao giờ có số dư đúng không? Thì có phải là tất cả các tài khoản từ đầu năm đến đầu 8 không có số dư đúng không ạ? Thế nên là khi mà chúng ta mở báo cáo tài chính hoặc chúng ta mở sổ sách kế toán ra mà chúng ta thấy rằng các tài khoản từ đầu năm đến đầu 8 có số dư, tức là bạn đã làm đúng và bạn làm sai. Sai. Đấy thì đến đoạn này thôi, mặc dù chúng ta mới học thôi, chúng ta đã làm chủ khá nhiều kiến thức về nguyên lý đúng không ạ? Hôm nay chúng ta tiếp tục biết một thêm một cái kiến thức về nguyên lý mới, đó là chỉ các tài khoản từ đầu 1 đến đầu 4 thuộc về tài sản bù vốn mà có số dư thôi. Các tài khoản thuộc về doanh thu chi phí thì không bao giờ có số dư. Bạn là quản lý, bạn mở sổ sách ra, bạn nhìn đến vấn đề này, bạn thấy sai rồi. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm câu hỏi là vì sao các tài khoản doanh thu và chi phí không bao giờ có số dư. Trước khi đi vào đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua một cái quy ước tăng giảm của tài khoản đồ 9. Bây giờ cả lớp nhìn bảng này. Chúng ta có một tài khoản đồ 9 duy nhất, đó chính là tài khoản 911, có tên gọi là tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ sử dụng tài khoản 911 này để chúng ta xác định lãi lỗ của doanh nghiệp. Được chưa? Vậy thì lãi lỗ của doanh nghiệp nó sẽ thể hiện ở tài khoản đồ 9. Tài khoản đồ 9, cụ thể là 911, nó cũng giống như các tài khoản kế toán khác nên nó cũng sẽ có hình thù chữ T với hai bên là lợ và gì ạ? Có. Và chúng ta hiểu rằng để xác định được kết quả kinh doanh, tức là xác định được lãi lỗ, thì chúng ta sẽ cần phải biết được hai thông tin. Hai thông tin mà chúng ta cần phải biết được đây là gì ở cả lớp? Doanh thu và chi phí. Ok. Chúng ta sẽ cần phải biết được hai thông tin ở đây, đó chính là doanh thu và chi phí. Do vậy, để xác định được kết quả kinh doanh thì tôi cần phải biết được chi phí và tôi biết được doanh thu. Đầu tiên là ông chi phí đã. Đây, muốn biết được rằng doanh nghiệp lãi lỗ thì tôi cần phải biết được doanh thu và chi phí. Thế thì bây giờ muốn biết chi phí thì tôi sẽ lấy toàn bộ cái tổng phát sinh của các tài khoản đầu 6, đầu 8 này. Em nhìn thấy chưa? Tôi kết chuyển hết sang bên nợ của tài khoản bao nhiêu đây ạ? 911. Hình dung nhỉ? Em hãy hình dung rằng cái tài khoản 911 này nó đóng vai trò giống như một cán cân để em xác định lãi lỗ. Và muốn biết được lãi hay lỗ thì lại em cần phải cân xem rằng doanh thu nhiều hơn hay là chi phí nhiều hơn. Muốn biết được chi phí bằng bao nhiêu thì em cần phải kết chuyển toàn bộ các cái tổng chi phí của doanh nghiệp trong kỳ sang một bên cân, đó là bên lợ của tài khoản 911. Đấy, đây là lý do vì sao mà cuối kỳ em cần phải kết chuyển toàn bộ các tài khoản chi phí sang bên nợ của tài khoản 911. Bởi vì chi phí có bao nhiêu giá trị thì cuối kỳ kết chuyển hết sang bên nợ 911 rồi, nên là cái tài khoản chi phí là còn cái gì ở bên tài khoản đầu 6, đầu 8 nữa không? Được không ạ? Lưu ý nhá. Được không ạ? Đúng rồi, tài khoản chi phí cuối kỳ có bao nhiêu thì nó bị kết chuyển, tức là bị chuyển đi hết sang bên nợ của tài khoản 911 rồi. Vì vậy là cuối kỳ các tài khoản đầu 6, đầu 8 nó không thể có số gì, số dư. Tương tự như vậy, muốn biết được doanh nghiệp lãi lỗ thì ngoài việc biết chi phí ra thì tôi cần phải biết gì đấy ạ? Doanh thu. Tôi cần phải tính xem là doanh thu phát sinh trong kỳ bằng bao nhiêu, và lại tôi kết chuyển hết tất cả các tài khoản doanh thu của tôi sang bên có của tài khoản bao nhiêu đây ạ? 911. Em hiểu vấn đề chưa? Như vậy, cũng giống như chi phí doanh thu có còn số dư không? Dạ không. Đúng rồi. Cuối kỳ có bao nhiêu em kết chuyển hết toàn bộ doanh thu sang bên có của tài khoản 911 rồi. Vì vậy doanh thu có còn số dư đâu? Đấy, lý do vì sao mà chúng ta nói rằng các tài khoản doanh thu và chi phí không bao giờ có số dư. Lý do là có bao nhiêu cuối kỳ phải kết chuyển hết sang tài khoản 911 để xác định lãi lỗ. Đúng không ạ? Và đến lúc này khi mà bạn đã xác định kết chuyển được toàn bộ doanh thu và toàn bộ chi phí rồi, lúc này cái tài khoản 911 giống như cán cân. Bạn cần phải cân xem rằng doanh thu nhiều hơn hay là chi phí nhiều hơn. Nếu như doanh thu nhiều hơn thì doanh nghiệp lãi hay lỗ ở cả lớp? Lãi. Doanh thu nhiều hơn chi phí tức là doanh nghiệp lãi. Cái khoản lãi này là do ai làm ra? Do doanh nghiệp làm ra. Nên cái khoản lãi này nó cũng phải được ghi nhận vào cái vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không? Dạ được. Vì vậy nó có phải làm cho cái tài khoản 421 của doanh nghiệp phát sinh tăng không? Dạ phải.
Tài khoản 421 là tài khoản đầu 4 thuộc về nguồn gì? Nguồn vốn. Nguồn vốn. Phát sinh tăng thì em phải ghi bên đâu? Phát sinh tăng thì viên có. Đúng rồi. Đây lý do vì sao mà nếu trường hợp doanh nghiệp lãi thì toàn bộ cái lãi này sẽ được ghi nhận vào bên có của tài khoản bao nhiêu đây ạ? 421. Nhưng mà một cái tình huống ngược lại, đó là trường hợp doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp lãi hay lỗ? Doanh thu nhỏ hơn chi phí thì lỗ. Khi mà doanh nghiệp lỗ thì có phải làm cho cái thằng lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm đi không? Dạ phải. Như vậy có phải làm cho cái thằng 421 của doanh nghiệp bị giảm? Tài khoản 421 là tài khoản đầu 4 phát sinh giảm thì em ghi bên đâu? Bên nào? Đúng chưa? Đây lý do vì sao đến cuối kỳ em cần phải kết chuyển cái lỗ này sang bên nợ của tài khoản 421. Vậy thì tôi đang muốn nói với các bạn như sau. Bất kể trong trường hợp doanh nghiệp lãi hay doanh nghiệp lỗ thì cái lãi và cái lỗ này đều được kết chuyển hết sang tài khoản 421. Vì vậy tài khoản đầu 9 có số dư không? Dạ không, cũng không có số dư. Đúng rồi, dù lãi hay lỗ thì toàn bộ cái lãi lỗ này đều được kết chuyển hết sang tài khoản 421 rồi này. Đấy, vì vậy là tài khoản 911 cuối kỳ không còn số dư. Đấy, lý do vì sao bạn phải ghi thêm đó là tất cả các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không bao giờ có số dư. Dạ. Bạn ghi về đi ạ. Các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không bao giờ có số dư. Dạ. Dạ rồi. Và bây giờ chúng ta lại biết thêm một cái nữa. Cái này rất là hay nhưng mà nhiều bạn học xong không biết vận dụng. Tức là ngày xưa thôi, còn tôi hy vọng các bạn học tôi bạn biết vận dụng. Đó là muốn biết được lãi lỗ doanh nghiệp ngoài việc tôi xem rằng tài khoản 911 đang lãi hay đang lỗ ra. Đúng không ạ? Lãi thì nó sẽ ở bên nợ tài khoản 911, còn lỗ thì nó ở bên có tài khoản 911, đúng chưa? Thì tôi sẽ có thể xem ở tài khoản bao nhiêu đây? 421, đúng rồi. Nếu như 421 có số dư ở bên có, tức là doanh nghiệp đang lãi. Còn nếu như 421 có số dư bên nợ, tức là doanh nghiệp đang gì ạ? Lỗ. Vậy thì nhớ cho tôi rằng cái lãi lỗ ở tài khoản 421 này nó cần phải phù hợp với tài khoản bao nhiêu đây ạ? 911. 911. Đấy. Vậy thì em đã nhìn thấy cái mối quan hệ giữa bảng cơ đồ kế toán và báo cáo quả sản xuất kinh doanh chưa? Dạ rồi. Đúng chưa ạ? Không phải là chỉ mỗi báo cáo quả sản xuất kinh doanh mới cho em biết lãi lỗ, bảng cơ đồ kế toán cũng có thể cho em biết lãi lỗ thông qua tài khoản bao nhiêu đấy ạ? 421. Và lãi lỗ ở hai cái chỗ này nó phải phù hợp với nhau. Thế tới đây bạn đã hình dung ra được bản chất của từng đầu tài khoản từ đầu 1 đến đầu 9 chưa ạ? Và bạn đã hiểu được cái quy ước tăng giảm của tất cả các tài khoản từ đầu 1 đến đầu 9 cũng như là mối quan hệ giữa các tài khoản chưa? Dạ rồi cô. Ok, mọi thứ tưởng minh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Các bạn các bạn vẽ lại cái quy ước tăng giảm này vào đi, rất là quan trọng. Nhiều bạn làm kế toán vài năm kinh nghiệm, chỉ chục năm kinh nghiệm nhưng mà không vẽ được cái sơ đồ đâu các bạn ạ, bởi vì không hiểu bản chất. Đấy, từ cái sơ đồ này chúng ta hiểu rằng xác định được doanh thu, xác định chi phí trong kỳ rồi thì cuối kỳ phải kết chuyển. Nếu như không kết chuyển thì sẽ làm cho các tài khoản doanh thu chi phí lại có số dư, tức là chúng ta lên báo cáo bị sai. Đó, nguyên lý chúng ta phải hiểu vấn đề đấy rồi mà. Được chưa? Và khi kết chuyển xong thì sẽ biết được lãi lỗ. Lãi lỗ này nó cần phải được ghi nhận ở 421 phù hợp với tài khoản đầu 9. Với tài khoản đầu 9 thì lãi thì ở bên nợ, lỗ thì bên có, nhưng với 421 thì ngược lại. Bạn viết xong chưa? Dạ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái sự quy ước tăng giảm để chúng ta làm một cái ví dụ. Đây, các bạn nhìn cái bảng đấy ạ, cô không phải đọc lại nữa. Tại một doanh nghiệp trong kỳ có các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt. Và người ta cho bạn biết rằng tiền mặt của doanh nghiệp tại thời điểm cuối ngày 31 tháng 3 là 55,3 triệu. Cuối ngày 31 tháng 3 có phải là ngày cuối cùng của tháng 3 không ạ? Ngày cuối cùng tháng 3 thì đây có phải là giá trị cuối kỳ của tiền mặt tại thời điểm cuối kỳ tháng 3 không? Cô ơi, cô cho chiếu lên ạ. Bạn nhìn thấy chưa? Các nhìn thấy chưa? Được rồi. Dạ. Được rồi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái ngày 31 tháng 3 này chính là ngày cuối của tháng 3 hoặc là ngày cuối của quý 1. Bởi vì nó là thời điểm cuối nên nó giá trị tại thời điểm cuối đấy sẽ chính là giá trị là số dư cuối gì ạ?
cuối kỳ. Số dư cuối kỳ. Số dư cuối kỳ này sẽ trở thành số dư đầu gì ạ? Đầu kỳ. Đầu và đầu kỳ. Kỳ tháng 4 thì tôi có 4 nghĩa vụ liên quan đến tiền mặt. Và lúc này giám đốc hỏi rằng tiền mặt của doanh nghiệp tại thời điểm cuối ngày 7 tháng 4 năm 2020 bằng bao nhiêu? Tức là giám đốc đã muốn hỏi rằng số dư cuối kỳ của tài khoản tiền mặt tại thời điểm 7 tháng 4. Nếu như bạn không làm kế toán thì bạn cũng hoàn toàn sẽ biết được rằng doanh nghiệp bạn còn bao nhiêu tiền mặt tại thời điểm ngày 7 tháng 4. Đúng không ạ? Trên cơ sở nguyên tắc là chúng ta thu tiền mặt vào thì chúng ta sẽ dùng theo cộng, còn chi tiền mặt ra thì chúng ta sẽ dùng theo thành trừ, đúng không? Và kiểu gì bạn cũng sẽ tính được tiền mặt tại thời điểm cuối ngày 7 tháng 4. Tuy nhiên bây giờ bạn làm kế toán rồi, phản ánh của bạn nó phải đi theo ngôn ngữ kế toán, đó là ngôn ngữ lỡ có. Vậy thì vận dụng những kiến thức đã học về tài khoản thuộc về từ đầu 1 đầu 9. Và trong trường hợp này tôi yêu cầu các bạn tìm cái sự phản ánh của tài khoản tiền mặt, tức là tài khoản đầu 1. Bạn sẽ cần cho tôi biết rằng tiền mặt tại quỹ tại thời điểm 7 tháng 4 năm 2020. Nghĩa sao em? Cô bị tắt mic à? Tắt mic à? Thằng tôi nói một mình này. Đây thì cô đang nói dở. Tức là chúng ta làm kế toán thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ kế toán. Và ngôn ngữ kế toán mình biết rồi là ngôn ngữ số học, ngôn ngữ lỡ có. Đúng không ạ? Vậy thì vận dụng cái quy ước về tài khoản, tài sản là tài khoản cụ thể trường này, tài khoản 1 thì bạn... Cô bị tắt nước rồi cô. Lại tắt nước. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Rồi ạ. Rồi. Đấy, tức là bây giờ chúng ta sẽ cần phải xác định tiền mặt tại thời điểm cuối ngày của tài khoản mùa 1 thông qua cái phản ánh lỡ và có. Bây giờ các bạn ngồi các bạn làm đi ạ. Chúng ta biết rằng tài khoản mùa 1 của chúng ta là tài khoản đầu 1, tức là tài khoản thuộc về gì? Tài sản. Như vậy cái sự phản ánh tăng giảm của tài khoản tiền mặt nó cần phải ghi theo quy ước của tài khoản tài sản. Tức là phát sinh tăng thì em ghi bên nợ, phát sinh giảm thì em ghi bên có, đúng không? Và nếu như có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ thì em sẽ cần phải ghi bên đâu đây? Bên nợ. Và tại đó số dư cuối kỳ bằng đầu kỳ cộng phát sinh tăng trừ phát sinh giảm. Cả lớp hiểu chưa ạ? Dạ rồi. Thế bây giờ bạn muốn phản ánh thì bạn phải vẽ cái tài khoản bao nhiêu lên ra đây ạ? Mùa 1 ra. Đúng không ạ? Bạn xác định các cái thông số đầu kỳ phát sinh tăng trong kỳ, phát sinh giảm trong kỳ để từ đó bạn tính được cộng phát sinh và số dư cuối kỳ. Ok, bây giờ các bạn làm đi. Các bạn xong chưa? Các bạn xong chưa nhỉ? Xong rồi cô ạ. Ok, bây giờ các bạn chú ý các bạn, cô chữa bài nhá. Chú ý này. Chúng ta phản ánh cái tài khoản tiền mặt đi theo cái nguyên tắc của kế toán.
muốn phản ánh theo nguyên tắc của kế toán được thì bạn sẽ cần phải biết rằng tài khoản tiền mặt của chúng ta thuộc quy ước của tài khoản tài sản, nguồn vốn hay doanh thu hay chi phí. Vậy thì muốn biết nó thuộc về cái gì thì chúng ta phải biết được rằng tài khoản này thuộc về cái gì. Thấy rằng tài khoản tiền mặt được ghi nhận ở tài khoản 1, tức là tài khoản đầu 1, vì vậy nó sẽ phải thuộc quy ước của tài sản. Mà quy ước của tài sản là gì thì cái này các bạn cần phải nhớ. Đó là nếu như có số dư thì số dư đầu kỳ hoặc số dư cuối kỳ phải ghi bên nợ. Trong kỳ có phát sinh tăng thì chúng ta sẽ ghi phát sinh tăng ở bên nợ. Phát sinh giảm thì chúng ta sẽ ghi bên có, và cuối kỳ mà cần phải cộng phát sinh bên nợ và cộng phát sinh bên có lại, để từ đó chúng ta sẽ tính được số dư cuối kỳ bằng đầu kỳ cộng phát sinh tăng và trừ phát sinh giảm. Cái quy ước này chúng ta học buổi trước rồi, các bạn phải nhớ. Thì cái thằng 1 này nó thuộc về tài sản nên nó phải tuân thủ theo quy ước của tài sản này thôi. Cái chỉ số đầu tiên nó là số dư đầu kỳ. Bạn thấy rằng tài khoản 1 trong trường hợp này có số dư đầu kỳ chính là 55,3 triệu, bởi vì 55,3 triệu này chính là số dư ở cuối kỳ trước, tức là cuối kỳ tháng 3 chuyển sang. Do vậy chúng ta sẽ xác định số dư đầu kỳ của tài khoản 1 tại thời điểm đầu tháng 4, đó chính là 55,3 triệu. Cái phần này cả lớp hiểu chưa ạ? Dạ rồi. Ok, ngày 1 tháng 4, doanh nghiệp đi mua hàng thanh toán bằng tiền mặt 15 triệu. Khi doanh nghiệp đi mua hàng và thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ làm cho tiền mặt tăng hay giảm? Tiền giảm. Tiền giảm. Bạn nhìn theo con số cô nhá. Tiền giảm thì chúng ta sẽ ghi bên đâu đây? Ghi bên có. Đúng rồi, đấy lý do vì sao nghiệp vụ số 1 chúng ta sẽ ghi bên có với số tiền là 15 triệu. Nghiệp vụ số 2 đó là ngày 3 tháng 4 năm 2020, doanh nghiệp thanh toán tiền điện 2 triệu bằng tiền mặt. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền điện 2 triệu bằng tiền mặt thì cũng sẽ làm cho tiền mặt bị sao đẹp, bị giảm. Tiền giảm thì chúng ta ghi bên có, vì vậy nghiệp vụ số 2 ta tiếp tục ghi bên có với số tiền là 2 triệu. Nghiệp vụ số 3 là ngày 5 tháng 4, bán hàng thu bằng tiền mặt 18 triệu. Khi doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp thu bằng tiền mặt thì phải làm cho tiền mặt tăng lên không? Dạ đúng ạ. Tiền mặt tăng thì tiền mặt sẽ ghi bên đâu đấy? Nợ. Đây lý do vì sao nghiệp vụ số 3 tôi sẽ ghi bên nợ với số tiền là 18 triệu. Nghiệp vụ số 4 là ngày 7 tháng 4, doanh nghiệp tạm ứng công tác phí cho người lao động 5 triệu. Khi doanh nghiệp tạm ứng tiền công tác phí thì cái này sẽ làm cho cái tiền mặt của doanh nghiệp bị giảm đi. Và giảm thì chúng ta sẽ ghi bên đâu đấy ạ? Có. Việc nghiệp vụ số 4 bạn sẽ ghi 5 triệu bên có. Từ đây em có tính được cộng phát sinh bên nợ là 18 triệu và cộng phát sinh bên có bằng bao nhiêu đây ạ? 22 triệu không? Dạ được ạ. Đúng ạ. Từ đây tôi sẽ tính được tổng số phát sinh trong kỳ ở bên nợ bên có. Tổng số phát sinh trong kỳ bên nợ 18 triệu và phát sinh bên có ở đây là 22 triệu. Và từ đây tôi sẽ tính được số dư cuối kỳ đó theo công thức bằng đầu kỳ là 55,3 triệu, cộng phát sinh tăng là 18 triệu và trừ đi phát sinh giảm là 22 triệu. Tôi sẽ tính được số dư cuối kỳ là 51,3 triệu. Và từ đây bạn sẽ đưa ra một cái nhận định cho giám đốc, đó là tiền mặt tại quỹ tại thời điểm cuối ngày 7 tháng 4 năm 2020 là 51,3 triệu. Em hiểu vấn đề chưa ạ? Dạ rồi. Đấy, bạn đã hiểu được cái sự vận dụng về phản ánh nợ có vào tài khoản kế toán rồi đấy. Đây là một cái sự vận dụng rất là quan trọng và thường chúng ta thường xuyên phải làm. Và cái quy ước tăng giảm này là cái mà bắt buộc các bạn phải thuộc, nếu không thuộc các bạn sẽ không bị khoản được. Ok. Như vậy chúng ta sẽ khép lại phần học về các đầu tài khoản kế toán cũng như sự quy ước về các tài khoản kế toán tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một số kết luận. Đó là chỉ có các tài khoản tài sản nguồn vốn, cái phần này cũng nhắc lại, tức là các tài khoản từ đầu 1 đến đầu 4 mới có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Còn các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ không bao giờ có số gì ạ? Số dư. Ok. Và cái lưu ý số 2 nữa là bạn thấy rằng phát sinh tăng thì luôn nằm cùng phía với số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ trừ tài khoản lũy tính. Nhớ nhá. Phát sinh tăng, ví dụ trong quy ước về tài sản thì cũng thấy rằng phát sinh tăng nằm cùng phía với số dư đầu kỳ, nằm cùng phía với số dư cuối kỳ và làm bên nợ. Đúng không ạ? Còn phát ở trong cái quy ước của tài khoản nguồn vốn thì phát sinh tăng nằm cùng phía với số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ nhưng nằm bên có. Như vậy, nhận định chung nó thấy rằng phát sinh tăng luôn nằm cùng phía với số dư đầu kỳ và cuối kỳ trừ tài khoản lưỡng tính. Thì cái tài khoản lưỡng tính này cũng là một tài khoản mà chúng ta thường xuyên gặp trong thực tế, vì vậy tôi sẽ đưa ra cái định nghĩa về tài khoản lưỡng tính như sau. Các bạn ghi lại đấy ạ. Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư bên nợ hoặc có thể có số dư bên có. Ví dụ tài khoản phải trả hoặc tài khoản phải thu. Bạn ghi đi. Phần này phần rất quan trọng nhá. Cô đọc lại giúp em đi ạ. Ở trên bảng em. Đây này, định nghĩa tài khoản lưỡng tính. Chưa chiếu á? Chưa chiếu. Dạ. Chưa chiếu cô. Thế thì các bạn phải nhắc luôn nhé, cô luôn chiếu cho các bạn ấy.
Thấy chưa? Dạ rồi. Xong rồi nhỉ? Dạ rồi Xong cô. rồi Thế cái phần này nó sẽ hơi trừu tượng một chút thì các bạn thật là tập trung nhá. Khoản lưỡng tính. Lượng ở đây là mấy ạ? Hai tính. Hai. Tính đây chính là tính cách, đúng không ạ? Tài khoản lưỡng tính hiểu đơn giản là tài khoản mang trong mình hai tính cách. Tính cách đây là tính cách của tài sản và tính cách của gì đấy ạ? Nguồn vốn. Vậy thì nếu như một ông chuẩn tài khoản tài sản thì nó sẽ cần phải có tính cách, đó là số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ làm cùng việc với phát sinh tăng và làm bên nợ, đúng không ạ? Còn số phát sinh giảm thì bên đâu đây? Bên có. Em hiểu vấn đề không? Dạ. Cô nhắc lại nhá. Tài khoản lưỡng tính là tài khoản mang trong mình hai tính cách. Hai tính cách ở đây tức là tính cách của tài sản và tính cách của nguồn vốn. Như vậy chúng ta hiểu rằng tài khoản lưỡng tính chính là tài khoản mang trong mình tính cách của cả tài sản và tính cách của cả nguồn vốn. Được chưa ạ? Thì tính cách của tài sản đó là gì? Đó là số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên đâu? Bên nợ. Đúng rồi. Còn tính cách của nguồn vốn, số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên đâu? Nằm bên có ạ. Đúng rồi. Như vậy thì nếu như bạn nếu như một tài khoản đó là chuẩn tài khoản thuộc về tài sản thì kiểu gì số dư động của nó phải là bên nợ. Còn nếu như một tài khoản chuẩn là nguồn vốn thì số dư của nó phải là bên có. Nhưng mà bực thêm và đấy là sao đây ạ? Có những tài khoản nó lại mang cả tính cách của tài sản và cả tính cách của nguồn vốn, tức là nó có thể có số dư làm bên nợ hoặc số dư làm bên đâu đấy ạ? Bên có. Bạn hiểu đúng không ạ? Vậy thì những cái tài khoản nào mà nó có số dư làm bên nợ và số dư làm bên có, tức là nó có thể làm cả lợ cả có ấy, thì đấy được gọi là những tài khoản lưỡng tính. Và ví dụ điển hình của những tài khoản lưỡng tính đây chính là tài khoản phải trả và tài khoản phải thu. Ok chưa? Dạ. Để các bạn hiểu kỹ hơn về tài khoản lưỡng tính, như bạn nhìn đi bạn, các bạn vẫn nhìn thấy slide cô chứ đúng không? Dạ thấy. Cô lấy ví dụ về một tài khoản phải trả phải thu, ví dụ như tài khoản phải thu của khách hàng. Tài khoản phải thu của khách hàng được ký hiệu ở tài khoản bao nhiêu hả em? 31 ạ. 331. 131. Phải thu khách hàng có phải là tài sản của doanh nghiệp và đang bị khách hàng chiếm dụng không? Vì vậy là cái khoản phải thu khách hàng này nó phải được ghi nhận ở tài khoản tài sản, tài khoản đầu 1 hoặc tài khoản đầu 2, và cụ thể trường hợp này là tài khoản đầu 1 và là tài khoản 131. Các em hiểu chưa? Các bạn nhớ được cái quy ước tài khoản 131 là phải thu khách hàng chưa? Dạ rồi. Dạ Cô rồi. sẽ chứng minh bạn vì sao tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính nhá. Thế thì cái tài khoản 131 này nó là tài khoản lưỡng tính bởi vì nó xuất phát từ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ai? Một khách hàng. Và khách hàng, đúng không ạ? Cô hỏi bạn rằng cái mối quan hệ này là mối quan hệ mấy triệu? Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng là mối quan hệ mấy chiều? Dạ, 2 triệu ạ. Tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính bởi vì tài khoản này phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Mối quan hệ này rõ ràng là mối quan hệ 2 chiều. Doanh nghiệp và khách hàng luôn có mối quan hệ sao đây ạ? Ngược qua lại với nhau. Đây, tôi sẽ phản ánh mối quan hệ đây. Doanh nghiệp luôn có một cái mối quan hệ 2 chiều với khách hàng. Mối quan hệ này là mối quan hệ 2 chiều.
Bạn sẽ nhìn thấy này, tại một chiều mà thường xuyên xảy ra thì ai là người lượng tiền của ai? Khách hàng đầu tiền của doanh nghiệp. Đúng rồi, khách hàng lượng tiền của doanh nghiệp đúng không ạ? Là chú ý đoạn này rất quan trọng và rất hay nhá. Khi mà khách hàng lượng tiền của doanh nghiệp thì sẽ làm cho cái khoản phải thu của khách hàng, tức là tài khoản 131 tăng hay giảm? Dạ tăng. Tăng ạ. Ok, khi khách hàng lượng tiền doanh nghiệp thì sẽ làm cho 131 tăng. Tài khoản 131 là tài khoản thuộc về tài sản. Phát sinh tăng thì sẽ ghi bên đâu? Bên nợ. Vì vậy chúng ta sẽ ghi lợi tài khoản bao nhiêu đây ạ? 131. 131. Và trong trường hợp này có phải là trường hợp tài khoản 131 có số dư ở bên đâu? Bên nợ. Bên nợ, đúng chưa ạ? Nhưng ở một trường hợp ngược lại, có bao giờ doanh nghiệp lợi tiền khách hàng không? Có. Okay. Có. Khi mà doanh nghiệp lợi tiền khách hàng thì sẽ làm cho cái khoản phải thu khách hàng tăng hay giảm? Giảm. Rồi sẽ làm cho 131 giảm. Tài khoản 131 là tài khoản thuộc về tài sản phát sinh giảm. Chúng ta sẽ ghi bên đâu? Ghi bên có. Ok, như vậy chúng ta sẽ ghi có tài khoản 131. Như vậy trong trường hợp này tài khoản 131 nó sẽ có số dư ở bên đâu? Bên có. Bên có. Vậy thì tôi đang hướng dẫn các em nhìn về vào báo cáo tài chính đấy. Với tài khoản 131 các bạn thấy rằng nếu như 131 có số dư bên nợ thì tức là khách hàng đang nợ tiền của ai đấy? Doanh nghiệp. Còn nếu như tài khoản 131 có số dư bên có thì tức là doanh nghiệp đang nợ tiền của ai đấy ạ? Đang nợ tiền khách hàng. Và có phải là tôi đã chứng minh các bạn thấy rằng tài khoản 131 nó có thể có số dư bên nợ hoặc có thể có số dư bên có không? Dạ phải. Bởi vì phải. Nó có thể có số dư cả bên nợ bên có, vì vậy tài khoản 131 sẽ là tài khoản lưỡng gì ạ? Lưỡng tính. Yeah. Và khi nó là tài khoản lưỡng tính thì chúng ta phải nhớ được cái đặc tính rất éo le của nó, đó là cái số dư. Nhưng chúng ta không thể auto là cứ tài sản là bên nợ, cứ nguồn vốn là bên có, nó sẽ đúng với những tài khoản không phải là tài khoản lưỡng tính. Còn là tài khoản lưỡng tính thì chúng ta cần phải xem cụ thể trường này nó là dư bên nợ hay là nó là dư bên gì ạ? Bên có. Các bạn hiểu rồi đúng không? Dạ. Yeah. Ok, bây giờ để các bạn dễ hiểu hơn thì cô sẽ có một cái bài tập để các bạn vận dụng nhá. Đó là ví dụ về kết phản ánh tính. Đây, các bạn vẫn nhìn thấy slide cô chứ? Các bạn có nhìn thấy slide cô không? Dạ có. Dạ có không? Chú ý là chúng ta phân tích đề này. Ở đây tôi đang phản ánh 4 nghiệp vụ liên quan đến cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ai đấy ạ? Người bán. Đúng chưa? Cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người gì? Người bán. Cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người bán sẽ được phản ánh vào một tài khoản, đó là tài khoản phải trả người bán, và cụ thể là tài khoản bao nhiêu đây? 331. Nhá. Và trong kỳ đây có 4 nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 331. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn là bạn cần phải phản ánh các cái thông tin này vào tài khoản 331 để xác định cho tôi cái số dư đầu kỳ của 331, 331 trở lại bao nhiêu và số dư cuối kỳ của 331 trở lại bằng bao nhiêu. Cũng như bạn phải phản ánh được phát sinh tăng và phát sinh giảm của tài khoản 331. Các bạn hiểu ý cô không? Vậy thì với dữ liệu này bây giờ các bạn sẽ phản ánh ra tài khoản chữ T của tài khoản 331 đi ạ, để bạn xác định được số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Và khi bạn xác định được thì bạn sẽ thấy rằng à, tôi đã chứng minh được tài khoản 331 cũng là một tài khoản lưỡng tính. Ok. Các bạn hiểu đề bài chưa? Các bạn hiểu đề bài chưa? Các bạn nghe thấy cô nói gì không? Dạ có. Rồi ok, bây giờ các bạn làm đi. Phản ánh vào tài khoản lưỡng tính của tài khoản 331. Tôi cho các bạn 5 phút để làm bài tập này.
Làm gì anh sĩ? Thông kiểu của anh thế nào? Thông kiểu của anh thế nào? Đoạn đầu bà Dung mới hỏi em không nghe rõ lắm. Kia ấy, ông Tử Vi ông bỏ anh thế nào? Anh không tin là em anh ly dị. Bây giờ em phải có phương án để bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu một cái nội dung rất quan trọng, đó là tìm hiểu về hóa đơn. Như vậy là chúng ta đã khép lại các kiến thức về tài khoản kế toán và về cách làm chủ các đầu tài khoản kế toán, sự ước tăng giảm của các tài khoản kế toán, và cô đã đưa ra khá nhiều các ví dụ minh họa. Vậy thì khi mà kết thúc phần này, bạn phải nhớ được cho tôi ý nghĩa của các đầu tài khoản kế toán, được chưa? Phải phân biệt được các tài khoản kế toán, tài sản bao gồm ngắn hạn, dài hạn, vốn bao gồm lượng phải trả và vốn chủ sở hữu, doanh thu thì bao gồm doanh thu của hoạt động kinh doanh được ghi nhận đầu năm và thu nhập khác được ghi nhận đầu bảy, chi phí ở đầu sáu tám, và chúng ta có mức tài khoản cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh tài khoản đầu chín. Các bạn cần phải hiểu được mối quan hệ giữa các tài khoản này, đúng không ạ? Thông qua các cái phần mà chúng ta đã học thì các bạn về các bạn xem thêm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần rất quan trọng, đó là tìm hiểu về một số vấn đề về hóa đơn. Lý do vì sao cũng đưa nội dung về hóa đơn này vào trong cái phần nguyên lý, thế là không có một chương trình nào hướng dẫn như thế này cả. Tuy nhiên thì vận dụng cả quá trình cô nghiên cứu và cô làm nghề thì cô thấy rằng kiến thức này đưa vào thì em sẽ hiểu được thực tế, và trên cơ sở khi em hiểu được thực tế thì em sẽ học kiến thức nó nhanh và hiệu quả hơn. Vì vậy là phần nguyên lý của cô nó không hề mang chất lý luận nhiều. Và trong phần kiến thức về một số vấn đề hóa đơn thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu 4-5 nội dung. Thứ nhất đó là hóa đơn là gì, thứ hai là phân loại hóa đơn, thứ ba là so sánh hóa đơn trực tiếp và hóa đơn giá trị gia tăng, đó là tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng, và số 5 là chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng hóa đơn. Đây là phần kiến thức rất là quan trọng và chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là tìm hiểu hóa đơn này. Dạ. Thế thì cái hóa đơn ở đây thì ai trong số chúng ta đều biết đó là một chứng từ kế toán. Nó gọi là chứng từ là bằng chứng thì chúng ta cần phải vận dụng theo cái quy định của pháp luật. Đấy lý do vì sao mà cô đưa ra cái định nghĩa về hóa đơn dựa trên văn bản pháp luật. Thế thì theo cái nghị định số 119 năm 2018 Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 thì lúc này người ta đưa ra cái định nghĩa về hóa đơn. Thôi cô chiếu slide đi ạ. Ô, lại không chiếu slide à? Nay cô hơi bị mệt, thần thái không được đẹp nên là cô sẽ quay video nhá. Cô sẽ chia sẻ màn hình với các bạn. Đây. Bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi ok. Rồi rồi ok. Thank you.
Các bạn viết xong chưa? Xong rồi cô ạ. Chưa. Chưa. Bạn có tin không? Một cái định nghĩa này cô sẽ mất khá nhiều thời gian để hướng dẫn các bạn. Nên tập trung nhá. Ok. Đấy thì dựa vào các văn bản pháp luật, chúng ta đưa ra cái định nghĩa về hóa đơn. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập ghi nhận thông tin bán hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật. Và tôi chia sẻ luôn các bạn là cái định nghĩa này về hóa đơn qua thời gian nó không hề có sự thay đổi. Tức là dù ngày xưa nó là thông tư 39, đến bây giờ là thông tư 68, nghị định 119 và mới nhất đó chính là nghị định 123 năm 2020, thì người ta đưa ra một cái định nghĩa về hóa đơn không bao giờ có sự thay đổi. Tức là từ trước nay định nghĩa hóa đơn luôn là như thế này. Mặc dù đó có thể tồn tại dưới những hình thức khác nhau, từ hóa đơn giấy đến hóa đơn điện tử, nhưng mà cái bản chất về hóa đơn nó không thay đổi. Và tôi đã đưa cho bạn cái định nghĩa về hóa đơn xuất phát từ văn bản pháp luật rồi. Chúng ta cùng phân tích cái định nghĩa hóa đơn như sau. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập ghi nhận thông tin bán hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật. Và bạn học tôi rồi, bạn biết việc đầu tiên khi chúng ta phân tích một cái định nghĩa là bạn cần phải gạch chân keyword. Vậy thì trong đây thì bạn thấy rằng có những keyword gì? Chứng từ là một keyword đúng không? Đó. Keyword số 2 là gì? Người bán lập. Đúng không? Lập. Bạn gạch chân đi ạ. Keyword đầu tiên đó chính là chứng từ. Keyword số 2 là người bán lập. Keyword số 3 là gì? Ghi nhận thông tin bán hàng hóa dịch vụ, đúng không ạ? Dạ. Và cái quyết số 4 là quy định của gì? Pháp luật. Bạn thấy rằng một cái định nghĩa rất ngắn thôi nhưng mà có nhiều ký quyết không ạ? Dạ có. Vì vậy là đây là ký quyết rất là tích, đúng không ạ? Rất nhiều nội dung. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái ký quyết này. Các bạn vẫn nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chứ, đúng không? Dạ có. Ok, ký quyết đầu tiên của chúng ta đó chính là chứng từ. Bạn hiểu chứng từ ở đây chính là gì đấy ạ? Chứng là bằng chứng, từ là giấy tờ. Đúng không ạ? Vậy thì khi người ta nói rằng hóa đơn là chứng từ thì chúng ta phải hiểu luôn rằng hóa đơn đó chính là bằng chứng kế toán. Và đã là bằng chứng kế toán thì chúng ta cần phải thu thập, giữ gìn và bảo quản cẩn thận không? Dạ có. Vì vậy là hóa đơn đóng vai trò rất quan trọng trong công việc của người kế toán. Đúng không ạ? Và bản chất chứng từ đây chính là bằng chứng. Từ đây nên chúng ta suy ra một cái nhận thức, đó là hóa đơn là bằng chứng nên cần phải gì? Được sử dụng, quản lý theo quy định của pháp luật. Bằng chứng mà không theo quy định của pháp luật thì là con có ý nghĩa không? Dạ không. Vì vậy chúng ta phải nhận thức rằng bằng cái chứng từ đây là hóa đơn ý, nó là một cái bằng chứng rất quan trọng. Và khi mà doanh nghiệp bạn phát sinh các nghiệp vụ mà nó có hóa đơn thì ngay lập tức theo phản xạ kế toán chúng ta cần phải lưu trước cái hóa đơn này rất là cẩn thận và theo đúng quy định pháp luật. Ok. Keyword số 2 đây là gì em? Dạ, người bán lập. Người bán lập. Đó cho bạn biết điều gì? Bạn biết được rằng ai là người lập hóa đơn đúng không ạ? Vậy thì đọc xong định nghĩa này chúng ta hiểu rằng ai là người lập hóa đơn? Người bán là người lập hóa đơn. Người bán là người lập hóa đơn. Chứ có phải là người mua không? Dạ không. Không. Vậy thì nhớ luôn. Người bán là người lập hóa đơn. Thế thì trong trường hợp bạn là người đi mua thì bạn không phải lập hóa đơn. Nhưng trong trường hợp bạn là người bán hàng thì bạn phải xuất gì? Hóa đơn. Hiểu chưa ạ? Vì vậy là lỗi vấn đề liên quan đến hóa đơn thì lỗi của ai nhiều hơn? Dạ, người bán. Người lập chính là người bán phải chịu các cái sai phạm về hóa đơn nhiều hơn người mua. Nhá. Ok. Yếu số 3 đây là gì em? Ghi nhận thông tin bán hàng hóa dịch vụ. Ghi nhận thông tin bán hàng hóa dịch vụ. Đây có phải là yếu tố rất quan trọng không? Dạ, phải. Cái keyword này cho bạn biết được các thông tin ở trong tờ hóa đơn. Và đây, theo như quy định của pháp luật thì người ta đã nói thẳng luôn, đó là cái thông tin của hóa đơn là thông tin bán hàng hóa dịch vụ.
Vậy thì với cái keyword này em hiểu rằng trong hóa đơn cần phải có những thông tin gì? Thông tin về hàng hóa dịch vụ. Nào, chúng ta cần phải hiểu một cách rất bản chất đó là gì đấy ạ? Bởi vì hóa đơn đây là một cái chứng từ. Từ, đó là một cái bằng chứng do người bán lập ghi nhận thông tin của hoạt động bán hàng hóa dịch vụ. Vì vậy cái hóa đơn này nó chính là cái bằng chứng để ghi nhận cái giao dịch bán hàng giữa người bán và người gì? Người mua. Vì vậy cái nội dung trên tờ hóa đơn này nó cũng cần phải có các thông tin để phản ánh cái giao dịch bán hàng đấy. Vậy thì cái thông tin đầu tiên mà tôi cần biết đó chính là ai là người bán và ai là người mua. Do vậy, có phải là thông tin ở trên hóa đơn nó sẽ cần phải có thông tin của người bán, thông tin của người mua không? Dạ phải. Dạ đúng ạ. Thông tin của người bán và thông tin của người mua. Ngoài ra là thông tin gì nữa em? Đó có phải là thông tin về thời điểm phát sinh giao dịch không? Dạ phải. Ở đây người bán này bán hàng cho người mua này tại thời điểm nào? Đúng không ạ? Vì vậy sẽ cần phải có thời gian trên cái tờ hóa đơn. Đúng không ạ? Và một cái nữa rất quan trọng mà bạn cần phải lưu ý đó là cái hóa đơn mà chúng ta sử dụng ấy để chúng ta phản ánh cái thông tin này nó có phải là hóa đơn hợp lý, hợp pháp và hợp lệ không? Tức là tôi cần phải có thông tin của cái bằng chứng đấy. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Vậy thì một cái hóa đơn được coi là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp khi nó phải được đăng ký và thông báo phát hành với cơ quan gì? Cơ quan thuế. Và khi mà bạn muốn thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế thì cái hóa đơn của bạn có phải cần phải có các thông tin về số ký hiệu, loại hóa đơn với bạn không? Dạ đúng ạ. Đúng không em? Dạ. Nếu như mà bạn làm một cái hóa đơn giả không được phát hành với cơ quan thuế thì hóa đơn của bạn đó là một cái hóa đơn không hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. Vì vậy là cái bằng chứng này là có đáng tin cậy không? Dạ không. Vậy thì ngay tại cái thông tin đầu tiên mà cái tờ hóa đơn này cần phải lột tả đó chính là cái thông tin về cái sự hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn. Tức là bạn cần phải có cái thông tin về số ký hiệu, mã, loại hóa đơn. Ok nhá. Và sau khi có cái thông tin này thì chúng ta cần phải có thêm thông tin của người bán và thông tin người mua, thông tin của thời gian. Vậy thì các thông tin này lát nữa cô sẽ chỉ ở các cái vị trí trên tờ hóa đơn cho bạn xem. Như vậy chúng ta sẽ chốt với nhau, nó sẽ có ba cái thông tin đầu tiên, đó là thông tin về số ký hiệu, số hóa đơn, thông tin của người bán hay mua, thông tin về thời gian trên tờ hóa đơn. Còn thông tin gì nữa không? Để nội dung của hàng hóa dịch vụ ạ. Nào, thì bây giờ thông tin của người bán người mua này thì cần phải có những thông tin gì? Địa điểm. Tên công ty này. Đúng không? Đúng em? Dạ đúng. Địa chỉ. Mã số thuế. Đúng ạ. Đôi khi là tài khoản ngân gì? Ngân hàng. Vâng vâng. Các bạn cần nhiều thông tin, các bạn có thể đưa các thông tin đấy vào trong cái tờ hóa đơn của bạn. Rõ chưa? Ở ngoài ra là thông tin về thời gian của tờ hóa đơn. Thông tin tiếp theo đó chính là thông tin về cái hàng hóa dịch vụ mà người bán và người mua thực hiện trao đổi với nhau. Thì nó sẽ phải có các thông tin về gì đấy ạ? Số về mặt hàng đúng không ạ? Bạn mua 3 mặt hàng thì có sẽ đánh số từ 1 đến 3 chẳng hạn. Ok. Ngoài ra còn có thông tin về gì? Giá tiền. Tên hàng hóa dịch vụ. Tên hàng. Tên hàng hóa hoặc là dịch vụ. Đúng không ạ? Thông tin về gì? Số lượng. Mã. Có thể là có bao gồm cả mã hàng hóa dịch vụ đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Thông tin về gì? Đơn vị gì? Đơn vị tính. Đơn vị tính. Thông tin về số gì? Số lượng. Thông tin về gì? Đơn giá. Đơn giá. Thuế VAT. Đơn giá số lượng nhân với đơn giá thì sẽ ra thành gì? Thành tiền. Thông tin về thuế suất, thuế VAT. Đúng không? Giá trị. Thuế VAT. Thành tiền. Đúng không ạ? Và tổng gì? Tổng giá trị của hóa đơn. Tiền. Đúng không? Dạ. Yeah. Ngoài ra là thông tin về chữ ký của ai? Số tiền bằng chữ. Đúng rồi, số tiền bằng số và số tiền bằng chữ. Tổng giá trị hóa đơn đây, bạn lưu ý cô rằng bao gồm cả bằng số và bằng chữ nhá. Ngoài ra còn thông tin gì nữa hả em?
Người ký, người phát hành, con dấu. Cần phải có thông tin về cái bằng chứng này nó trở lên đáng tin cậy. Đó là sự xác nhận của người bán và người mua. Hay là khác là tôi sẽ cần có thông tin của chữ ký người bán và người gì? Người mua. Ngoài ra là con gì ạ? Con dấu nếu có. Nhưng con dấu nó chỉ sử dụng trong trường hợp đó là hóa đơn giấy thôi. Còn hóa đơn điện tử chúng ta không cần phải có con gì ạ? Con dấu. Mà này nó thể hiện bằng chữ ký gì đấy ạ? Chữ ký số. Đấy, thì lúc này bạn sẽ nhìn thấy một cái tổng quan này. Khi chúng ta tìm hiểu về hóa đơn, thì chúng ta thấy rằng hóa đơn đầu tiên nó là một cái chứng từ, tức là nó là bằng chứng. Bởi vì nó là bằng chứng nên là cái hóa đơn này cần phải được sử dụng bảo quản theo đúng quy định của pháp luật. Được chưa? Và thứ hai nữa là cái hóa đơn này do ai lập? Chính là người bán lập. Đúng không ạ? Vì vậy là người bán phải chịu trách nhiệm về việc sai sót khi mà lập hóa đơn. Cái hóa đơn này có trách nhiệm cần phải phản ánh hay là ghi nhận các thông tin của hoạt động bán hàng hóa dịch vụ. Các thông tin của hoạt động bán hàng hóa dịch vụ đó phải là thông tin từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Với các thông tin về cái số ký hiệu và số hóa đơn để chứng minh rằng cái hóa đơn này nó là hóa đơn hợp lý hợp lệ pháp. Ngoài ra đó là thông tin của người bán, thông tin của người mua, thông tin về thời gian của cái tờ hóa đơn, thông tin về số thứ tự tên hàng hóa dịch vụ hoặc là mã hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính của hàng hóa dịch vụ, số lượng của hàng hóa dịch vụ, đơn giá và thành tiền của hàng hóa dịch vụ mà hai bên thực hiện trao đổi mua bán. Ngoài ra đó chính là thuế suất, thuế giá trị gia tăng và giá trị tính thuế VAT và tổng giá trị của hóa đơn bằng số bằng chữ. Vậy thì tất cả các thông tin này nó cần phải được xác nhận bởi người bán và người mua, vì vậy sẽ cần phải có chữ ký của người bán, người mua và con dấu trong trường chúng ta sử dụng hóa đơn giấy. Còn trường chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ là chữ ký gì ạ? Chữ ký số. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Dạ có. Đấy các bạn. Dạ rồi. Chỉ cần một cái định nghĩa với ba cái keyword này thôi, chúng ta cần phải hiểu ra rất sạch dòi rất nhiều kiến thức để chúng ta có thể nắm được kiến thức rất là chắc chắn nhá. Và chúng ta đi vào cái keyword số 4, đó là theo quy định của gì đấy ạ? Pháp luật. Theo quy định của pháp luật, ý là sao em? Theo quy định của pháp luật nghĩa là sao? Mặt hàng nào đánh thuế suất bao nhiêu không? Đúng rồi, tức là tất cả các thông tin mà em cần em phản ánh trên tờ hóa đơn này này, nó cần phải đi theo quy định của pháp luật. Đây, cái thông tin về số ký hiệu, số hóa đơn, tức là cái hóa đơn của em cần phải là hóa đơn được thông báo phát hành với cơ quan thuế thì mới là hóa đơn hợp pháp đã, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái việc phản ánh tất cả các thông tin trên tờ hóa đơn này nó cần phải đi theo cái sự hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ví dụ như là em phản ánh tên của người bán, tên của người mua như thế nào trên hóa đơn, em phải quy định chính. Em phản ánh thời gian của tờ hóa đơn, tức là cái quy định về thời gian lập hóa đơn nào, em phải đi theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với hàng hóa thì thời gian lập trên tờ hóa đơn là gì? Đối với dịch vụ thì thời gian xuất hóa đơn là gì? Đối với các cái công trình xây dựng thì thời gian xuất hóa đơn là gì? Em hiểu vấn đề chưa? Ngoài ra các thông tin về tên hàng hóa, dịch vụ, mã hàng hóa hoặc đơn vị tính nó cũng phải đi theo cái quy định của Bộ Tài chính. Vì vậy là cái việc lập hóa đơn của bạn cần phải sao lại theo đúng những quy định của pháp luật. Thì lúc này cái hóa đơn của bạn là mới có giá trị là bằng chứng kế toán. Các lớp hiểu chưa? Dạ hiểu. Ok nha, như vậy chúng ta đưa ra được một cái định nghĩa về hóa đơn. Hóa đơn đây là chứng từ, tức là bằng chứng do người bán lập. Chúng ta sẽ phản ánh các cái thông tin của bán hàng hóa dịch vụ trên cái tờ hóa đơn này. Vì vậy là hóa đơn nó là một cái bằng chứng rất đáng tin cậy. Ok. Lúc này các bạn ghi cho cô về các văn bản pháp luật về hóa đơn để chúng ta ghi lại. Thứ nhất là mong muốn rằng chúng ta sẽ có được cái hiểu biết đúng về các văn bản pháp luật về hóa đơn để chúng ta tìm đọc được đúng tài liệu. Đây. Thế thì trước khi chỉ cho các bạn các văn bản pháp luật về hóa đơn thì cô sẽ có một các bạn cái lưu ý dành cho các bạn như sau. Đó là theo như cái quy định ở cái nghị định số 123 năm 2020 của Bộ Tài chính của Chính phủ ấy, thì lúc này Chính phủ đưa ra quy định đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trong nền kinh tế và cá nhân trong nền kinh tế phải thực hiện sử dụng hóa đơn gì đấy ạ? Điện tử. Em hiểu vấn đề không ạ? Yeah. Tức là tại cái thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì tất cả các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế chúng ta bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, không được sử dụng hóa đơn giấy nữa nhá. Đấy là một cái lưu ý dành các bạn. Còn từ giờ đến thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng
hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Và những doanh nghiệp nào vẫn còn hóa đơn giấy thì cố gắng sử dụng cho hết rồi chúng ta chuyển sang hóa đơn điện tử. Hoặc là nếu như bạn muốn sử dụng hóa đơn điện tử luôn cũng được, thì bạn hủy luôn hóa đơn giấy thì bạn chuyển sang hóa đơn điện tử, đúng không ạ? Và các cái văn bản pháp luật về hóa đơn các bạn cần nghiên cứu, đó là ba cái văn bản chính, nhất là nghị định 119 năm 2018 của chính phủ, thông tư 68 năm 2019 của chính phủ, đúng không ạ? Và cái nghị định số 123 năm 2020 của chính phủ. Đấy. Tức là khi mà chúng ta chuyển sang hóa đơn điện tử thì các cái văn bản pháp luật này là các bạn cần phải nghiên cứu, bởi vì nó sẽ có hiệu lực. Xong cho em. Xong chưa em? Xong rồi cô ạ. Rồi con. Ok, như vậy nhớ về bản chất của hóa đơn là gì nha, và các keyword mà cô đã vừa phân tích. Bây giờ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phân loại hóa đơn. Thì hóa đơn của chúng ta sẽ được phân thành 3 loại, một là hóa đơn giá trị gia tăng, hai là hóa đơn trực tiếp và số 3 là hóa đơn khác. Cái hóa đơn khác đây có thể kể tên, ví dụ như là tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm vân vân. Vậy thì cô ơi, cô chiếu slide đi cô. Ở lại chửi nha. Đây, hóa đơn sẽ chia thành 3 loại, một là hóa đơn giá trị gia tăng, hai là hóa đơn trực tiếp và ba là hóa đơn khác. Hóa đơn khác đây bao gồm tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm vân vân. Thế nên là bây giờ nếu như ai đó hỏi bạn hóa đơn chia thành mấy loại thì sẽ phải nói là chia thành 3 loại nhá. Hóa đơn VAT, hóa đơn trực tiếp và hóa đơn khác. Xong chưa? Không cho em. Dạ rồi. Ok. Đây bây giờ bạn nhìn đến bảng đi, cô sẽ chỉ cho bạn cái hóa đơn giá trị gia tăng này. Hóa đơn giá trị gia tăng nó sẽ có tên là hóa đơn giá trị gia tăng ở luôn trên cái tờ hóa đơn này. Đúng không? Và nó cũng cần phải có. Cô chưa chiếu nữa. Chưa chiếu slide ạ. Đây, hóa đơn giá trị đã tăng. Nhìn thấy chưa ạ? Dạ rồi. Hóa đơn giá trị đã tăng nhá, nó sẽ có các thông tin đảm bảo của tờ hóa đơn. Đầu tiên tên của nó là hóa đơn giá trị đã tăng. Và các thông tin về cái hóa đơn này để nó hiện là bằng chứng hợp pháp thì chúng ta cần phải có cái mẫu số hóa đơn, ký hiệu và số hóa đơn. Em có nhìn thấy chỗ con chuột có chỉ được không? Thấy chưa? Mẫu số, thấy con chuột của đâu á. Mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn này nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy chưa ạ? Các bạn nhìn thấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng ở bên
góc của bên tay phải ấy, bên cạnh cái tiêu đề là hóa đơn giá trị gia tăng ấy, nhìn thấy chưa em? Nhỏ quá không ạ? Nó mờ lắm cơ. Ok, nhưng mà có nhìn thấy chỗ đoạn mẫu số ký hiệu số không? Dạ thấy. Đấy, thì em hình dung rằng những hóa đơn nó hợp pháp phải là những hóa đơn có đầy đủ các thông tin này. Vậy thì các cái thông tin này nó cần phải được thông báo với cơ quan gì? Cơ quan thuế. Ví dụ như em đang có khoảng 100 tờ hóa đơn điện tử chẳng hạn, đi từ số 1 đến số 100. Bây giờ, trước khi đưa nó ra sử dụng, thì em cần phải thông báo với cơ quan thuế rằng đây, tôi đang có một cái hóa đơn điện tử với cái mẫu, tức là cái hình thức nó như thế này, và nó có 100 tờ đi từ số 1 đến số bao nhiêu đấy ạ? Số 1 đến số bao nhiêu? 100. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Dạ. Đấy thì khi mà em thông báo phát hành với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận xong rồi này thì em mới được sử dụng hóa đơn. Thì lúc này hóa đơn của em mới là hóa đơn hợp pháp. Nhá. Cái thông tin số 2 đây bạn thấy rằng có phải là thông tin của người bán hay thông tin của người mua không? Người bán ở đây đúng phải là công ty kế toán Việt không ạ? Dạ. Và người mua ở đây có phải là công ty Vũ Hoàng không? Người bán và người mua này đều cần phải có các thông tin, đó là tên của người bán, tên của người mua, mã số thuế, địa chỉ của người bán, người mua. Ngoài ra có thể có các thông tin về điện thoại, email hoặc là số tài khoản của người bán, người mua. Em thấy chưa? Đấy. Thế thì có phải là bởi vì người bán là người xuất hóa đơn đúng không? Thế nên là có phải là thông tin của người bán luôn cố định ở trên tất cả các tờ hóa đơn đúng không em? Dạ. Đây là lý do vì sao mà bạn có thể in luôn cái thông tin của người bán ở luôn trên tờ hóa đơn một cách cố định. Được chưa? À, ngoài cái thông tin về số ký hiệu hóa đơn, thông tin người bán người mua thì các bạn có nhìn thấy ở đây là cái thông tin của ngày tháng năm phát hành, ngày tháng năm lập cái hóa đơn này không ạ? Dạ có. Đấy, thông tin ngày tháng năm lập hóa đơn. Ngoài ra là các thông tin liên quan đến gì đấy ạ? Hình thức thanh toán, đó là tiền mặt hay là gì đấy ạ? Chuyển khoản. Nếu như là thanh toán bằng tiền mặt thì tôi sẽ viết là TM. Còn nếu như thanh toán bằng chuyển khoản thì tôi sẽ viết là CK. Còn trong trường hợp thanh toán bằng công nợ, tức là tôi chưa rõ là hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản, thì lúc này tôi sẽ viết là TM và chéo C gì? CK. Đúng chưa? Ngoài các thông tin đấy ra thì các thông tin của hàng hóa dịch vụ được giao dịch giữa người bán và người mua thì có phải bao gồm số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thành tiền không? Đấy. Yeah. À, thế thì sau khi mà đã có được các thông tin của hàng hóa dịch vụ được bán rồi thì tôi sẽ tính được tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ được trao đổi. Và dựa trên cái giá trị hàng hóa dịch vụ được trao đổi này, tôi sẽ tính được cái tiền thuế giá trị tăng của cái hàng hóa dịch vụ đấy. Muốn biết được tiền thuế giá trị tăng của hàng hóa dịch vụ bao nhiêu thì bạn cần phải biết thuế suất thuế giá trị tăng nó bằng bao nhiêu. Đây, đây lý do vì sao nó sẽ cần phải có các vùng thông tin của thuế suất thuế giá trị tăng và tiền thuế giá trị tăng. Tổng tiền thanh toán mà người bán thanh toán người mua bao gồm hai khoản, một là giá trị tiền hàng và hai là giá trị tiền thuế. Tính được tổng tiền thanh toán ở đây. Tổng tiền đây, tổng tiền bằng số, và bạn sẽ cần phải minh họa bằng gì ạ? Bằng chữ. Và từ đây lên bạn sẽ cần phải có cái chữ ký của người bán người mua. Bởi vì chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử nên bạn có thể nghĩ rằng chữ ký của chúng ta là chữ ký điện tử đúng không ạ? Là các bạn hiểu phần này chưa ạ? Dạ rồi con. Đấy là lý do vì sao chúng ta thấy rằng hóa đơn giá trị gia tăng mặc dù nó là một loại hóa đơn trong số 3 loại hóa đơn, tuy nhiên nó vẫn phải mang những các cái tính chất thuộc về nguyên lý của hóa đơn. Đó là thông tin của hóa đơn bao gồm thông tin người bán người mua, thông tin về số hiệu mỗi số hóa đơn, thông tin về thời gian, thông tin về số lượng hàng hóa dịch vụ đơn vị tính thành tiền, số lượng về thuế suất thuế giá trị gia tăng, cũng như là tính ra tổng tiền thanh toán bằng số bằng chữ và chữ ký của người bán người mua nhá. Và bạn ghi cô cái định nghĩa về hóa đơn giá trị gia tăng như sau. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dùng cho tổ chức khai tính thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Nghe em.
Viết xong bảo cô nhé. Xong rồi con. Rồi, với cái định nghĩa về hóa đơn giá trị gia tăng thì chúng ta phải hiểu rằng hóa đơn giá trị gia tăng dùng cho đối tượng nào. Thì trong cái định nghĩa này đã nói luôn đối tượng dùng của hóa đơn giá trị gia tăng. Đó là hóa đơn dùng cho các tổ chức khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Gạch chân cho cô cái cụm từ tổ chức khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Không nhờ? Vậy thì chúng ta hiểu gì về ý nghĩa của keyword là tổ chức khai tính thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ? Với cái keyword này chúng ta hiểu rằng hóa đơn giá trị tăng có dùng cho cá nhân không? Không ạ. Nên nếu như là cá nhân là người bán hàng thì họ có được sử dụng hóa đơn giá trị tăng không? Nào các bạn trả lời cô đi. Cá nhân là người bán hàng thì cá nhân có được sử dụng hóa đơn giá trị tăng không? Dạ không. Không sử dụng được hóa đơn giá trị gia tăng đúng không? Dạ. Vì trong cái định nghĩa này theo quy định của pháp luật nó nói luôn là hóa đơn dùng cho tổ chức chứ không phải dùng cho cá nhân. Nên nếu là cá nhân bán hàng thì cá nhân không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn này chỉ dùng cho tổ chức thôi. Nhưng hãy nhớ rằng không phải tổ chức nào cũng sẽ được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Chỉ những cái tổ chức mà áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp gì đấy? Khấu trừ. Gạch trên cô hai lần với phương pháp khấu trừ. Tổ chức ở đây em hiểu đó là ai ạ? Nó có thể là doanh nghiệp không? Dạ. Nó có thể là hợp tác xã không? Dạ phải. Nó có thể là ban quản lý đúng không ạ? Vâng. Miễn nó là gì đấy ạ? Tổ chức. Nhưng cái tổ chức này nó phải áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu gì? Khấu trừ. Dạ. Thế bây giờ cô đi gọn hơn vào cái đối tượng của chúng ta là doanh nghiệp nhá. Doanh nghiệp của bạn nếu như không áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng và nộp theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp bạn cũng sẽ không được sử dụng hóa đơn giá trị tăng. Nhưng nếu như doanh nghiệp của bạn đăng ký sử dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng và nộp là phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp bạn sẽ được sử dụng hóa đơn gì đấy ạ? Giá trị tăng. Có đoạn này có lớp hiểu nên không nhỉ? Dạ có. Dạ hiểu. Thuế giá trị tăng là một cái sắc thuế được nộp vào đâu đây ạ? Ngân sách. Nhá. Và việc tính nộp thuế giá trị tăng bao nhiêu thì người ta sẽ có cái phương pháp tính. Và một trong những phương pháp tính ở đây là phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ là gì? Lát cô sẽ giải thích cho các bạn. Đúng không ạ? Vậy thì chốt lại, hóa đơn giá trị tăng chỉ dùng cho tổ chức, nhưng tổ chức đấy phải áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Ok. Thế thì cô đang dạy các bạn theo những cái quy định hiện nay đang được update nha. Thì cái hóa đơn giá trị tăng này sẽ dùng cho người ta nhìn luôn. Cô đang dạy các bạn theo quy định update này thì lúc này cái hóa đơn giá trị gia tăng sẽ sử dụng cho các tổ chức khai tính thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ, nhưng trong các hoạt động sau. Thứ nhất đó là bán hàng hóa cung ứng dịch vụ trong nội địa. Em hiểu chưa ạ? Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ trong nội địa. Thứ hai là hoạt động vận tải quốc tế, và số 3 là xuất vào các khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu. Vậy thì khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu là gì thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đấy. Bây giờ cô muốn các bạn trả lời cho cô. Thế trong trường hợp em bán hàng hóa cùng với dịch vụ không phải trong nội địa, tức là ra nước ngoài, thì chúng ta có phải xuất hóa đơn giá trị tăng không? Không được. Có phải xuất không? Không được. Đúng rồi. Không. Theo như quy định hiện nay thì trong trường hợp doanh nghiệp em ví dụ bán hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, ví dụ như em có một khách hàng ở bên Mỹ, người ta mua hàng của em, đúng không ạ? Em bán cho họ hàng hóa, thì trong trường hợp này thì em không phải xuất gì ạ? Hóa đơn giá trị gia tăng. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Em không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Nhưng nếu như em bán hàng hóa dịch vụ trong nội địa thì em phải xuất gì ạ? Hóa đơn giá trị gia tăng.
Có bao giờ đặt ra câu hỏi là vì sao khi mà tôi bán hàng hóa dịch vụ ra nước ngoài tôi không phải xuất hóa đơn giá trị tăng không? Bạn nào trả lời cô được? Rõ ràng chúng ta hiểu nhau rằng hóa đơn đây chính là bằng gì? Bằng chứng. Hóa đơn đây chính là bởi vì em nghĩ là bởi vì thuế giá trị gia tăng để nộp cho lại cho cái ngân sách nhà nước ấy, mà nếu mà bán hàng cho Mỹ thì pháp luật của nước ngoài nó cơ lại quy định khác thì sẽ không áp dụng phải không ạ? Không, vấn đề liên quan đến thuế thì nó lại dựa vào cái căn cứ khác nhá. Bây giờ cô sẽ trả lời các bạn này, các bạn hiểu luôn này. Chúng ta tiếp cận ở đây là gì? Hóa đơn bản chất nó phải là bằng chứng không? Bằng chứng phản ánh cái giao dịch bán hàng giữa người bán và người gì? Người mua. Vì vậy là cái hóa đơn này có phải là bằng chứng cho cả người bán và cho cả người mua không em? Dạ có. Đúng hả? Thế thì nếu như người bán và người mua ở trong Việt Nam thì rõ ràng là cái bằng chứng đấy nó được sử dụng cho cả người bán và người mua. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Tuy nhiên nếu như em bán hàng cho một cái doanh nghiệp hoặc là cá nhân ở nước ngoài, ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, em xuất hóa đơn cho họ nhưng cái hóa đơn này có được đi theo hóa đơn mà chúng ta xuất là cái hóa đơn chúng ta đang lập tại Việt Nam đúng không ạ? Với ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức là hình thức theo cái quy định của pháp luật Việt Nam. Thế bây giờ em mang một cái hóa đơn đấy em đưa cho một doanh nghiệp bên Mỹ thì họ có sử dụng không? Không ạ, không sử dụng được. Không đúng không ạ? Và tôi phải nhìn rõ cái bản chất ở đây là gì, bởi vì hóa đơn nó là bằng chứng. Nhưng mà bên cạnh hóa đơn này tôi còn có những bằng chứng khác không mà. Bằng chứng nào để chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam đã bán hàng được cho doanh nghiệp của Mỹ đây? Ngoài cái bằng chứng là hóa đơn mà doanh nghiệp Việt Nam xuất để sử dụng cho riêng doanh nghiệp Việt Nam thôi, thì tôi thấy rằng khi mà bán hàng cho nước ngoài đâu đơn giản thế đâu. Hai bên cần phải ký hợp đồng gì ạ? Ngoại thương, contract, đúng không ạ? Hợp đồng ngoại thương có phải là bằng chứng không? Đó là một bằng chứng. Thế xong rồi, bên bán giao hàng cho bên mua thì lại bên bán cần phải có các cái vận đơn, tức là bằng chứng vận chuyển cho bên mua. Đấy phải bằng chứng không? Rồi bên bán và bên mua cần phải ra cảng để làm các thủ tục thông quan. Vậy thì các cái tờ khai hải quan có phải là bằng chứng không? Bên bán chuyển hàng cho bên mua là bên bán cần phải vận chuyển và bên bán cần phải mua bảo hiểm cho bên mua. Thế thì chứng từ bảo hiểm đấy cũng là bằng chứng. Rồi bên bán thực hiện bán hàng cho bên mua thì bên mua cần phải thanh toán tiền cho bên bán. Thì cũng là cái việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng cũng là một bằng gì? Bằng chứng. Vấn đề liên quan đến thuế thì nó được thể hiện trên tờ khai hải quan rồi. Em hiểu về ý của cô không? Đấy là lý do vì sao trong trường doanh nghiệp chúng ta bán hàng đi nước ngoài thì lúc này Bộ Tài chính nhận thấy rằng cái hóa đơn này nó không có một cái sự ứng dụng đối với các cái doanh nghiệp ở nước ngoài. Nó không được sử dụng, nó không được công nhận tại các doanh nghiệp, tại các cái quốc gia đấy. Đúng không ạ? Nó chỉ công nhận có giá trị trong Việt Nam thôi. Thế nên là chúng ta không cần phải xuất hóa đơn khi các bạn bán hàng hóa cùng với dịch vụ ra nước ngoài. Các bạn ở lớp hiểu chưa? Dạ hiểu. Dạ, hiểu. Tuy nhiên hiểu nhưng phải nhớ luôn, đó là quy định từ năm 2014 đến bây giờ rồi. Đến thời điểm bây giờ vẫn có giá trị. Và đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2022 nó vẫn cứ có giá trị. Nhưng mà trong cái thời gian tới ấy, khi mà chúng ta áp dụng cái nghị định 123 ấy, thì bạn phải nhớ tôi rằng trong trường hợp bạn bán hàng hóa cùng với dịch vụ ra nước ngoài thì bạn vẫn phải xuất gì đó hóa đơn giá trị ở đằng. Hiểu đây không nhỉ? Bây giờ thì không yêu cầu xuất, nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì chúng ta lại vẫn phải gì ạ? Phải xuất. Đấy. Vậy thì đặt ra câu hỏi là vì sao lại bắt tôi phải xuất trong khi đó doanh nghiệp nước ngoài không có nhu cầu sử dụng? Bởi vì giúp cái doanh nghiệp Việt Nam kê khai thuế một cách sao đẹp, bài bản hơn, và cơ quan thuế quản lý được vấn đề doanh thu của doanh nghiệp một cách sao đẹp, hiệu quả hơn. Có hiểu ý cô không? Hiểu. Đấy, thế nên là bây giờ thì không phải xuất hóa đơn khi chúng ta bán hàng hóa ra nước ngoài. Nhưng mà khi mà áp dụng nghị định 123 từ thời điểm 1 tháng 7 năm 2022 thì chúng ta phải xuất hóa đơn khi chúng ta bán hàng hóa dịch vụ ra nước ngoài nhá. Ví dụ này không phải ai kế toán nào cũng biết vào thời điểm hiện nay. Nhắc các bạn như vậy. Tuy nhiên thì trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta bán hàng hóa ra quốc tế với một cái đặc thù đó là hoạt động vận tải quốc tế thì bạn vẫn phải xuất gì đấy ạ? Hóa đơn. Bạn nhớ có rằng có rất nhiều các sản phẩm, rất nhiều các dịch vụ nhau mà bạn có thể bán ra nước ngoài. Thì các cái sản phẩm dịch vụ khi mà em bán ra nước ngoài em không phải xuất hóa đơn, nhưng trừ hoạt động vận tải thì em phải xuất hóa đơn. Ví dụ như là Vietnam Airlines cung cấp các chuyến bay quốc tế chẳng hạn, thì hôm nay Vietnam Airlines phải xuất hóa đơn không? Dạ được. Nhá. Hoặc là trường hợp xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, dù đây là hoạt động xuất khẩu bán hàng xuất khẩu, tuy nhiên trường hợp này vẫn phải xuất hóa đơn.
Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một cái lưu ý trong thời điểm hiện nay, đó là trường hợp em bán hàng hóa dịch vụ ra hẳn nước ngoài thì em không phải xuất hóa đơn thôi. Chà, nhưng với điều kiện hàng hóa dịch vụ đấy không phải là hoạt động vận tải quốc tế. Còn là em vẫn bán hàng dưới dạng xuất khẩu nhưng mà xuất vào khu phi thuế quan ấy thì em vẫn phải xuất gì đấy ạ? Hóa đơn. Thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn về khu phi thuế quan là gì và vì sao xuất vào khu phi thuế quan thì lúc này chúng ta lại sử dụng nó xuất hóa đơn và hóa đơn đây lại là hóa đơn gì. Thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn rất kỹ về xuất vào khu phi thuế quan nhé. Nội dung về hóa đơn giá trị đã tăng cả lớp hiểu chưa? Dạ rồi. Lưu ý cách cho cô ấy cụm từ phương pháp khấu trừ. Cái phương pháp khấu trừ này cô sẽ gửi video và buổi sau sẽ nói rất kỹ cho các bạn để các bạn hiểu được phương pháp khấu trừ. Hiểu em hiểu được phương pháp khấu trừ này thì lại kiến thức và nguyên lý của em hấp thụ cực kỳ dễ, kể cả phương pháp trực tiếp. Và em đọc luật em thấy nó dễ vô cùng. Đấy là cái mà tôi thấy rằng đấy là cái sự hạn chế khi mà ở trong các cái chương trình dạy nguyên lý kế toán trường đại học ấy hoặc là bạn học đâu đó người ta không đưa cái nội dung về hóa đơn và các phương pháp tính thuế vào trong cái chương trình dạy nguyên lý kế toán khiến cho học viên hoặc là sinh viên rất là khó hiểu. Ok, khu phi thuế quan này buổi sau tôi sẽ hướng dẫn. Tôi chuyển sang phần tiếp theo, đó là hóa đơn trực tiếp. Đây bạn nhìn này, hóa đơn trực tiếp này nó còn có một tên gọi khác, đó là hóa đơn bán hàng. Ghi đi ạ. Cái này cứ chuyển slide nó lại bị như thế đấy. Có gì các bạn nhắc cô luôn nhé. Nhìn thấy chưa em? Sao? Nhìn thấy chưa nhỉ? Không nhìn. Nóng quá. Được rồi. Ghi cho cô đi ạ. Hóa đơn trực tiếp còn có một tên gọi khác, đó là hóa đơn bán hàng. Nên khi chúng ta nói hóa đơn bán hàng, tức là chúng ta hiểu đấy là hóa đơn trực tiếp chứ không phải là hóa đơn giá trị gia tăng đâu nha. Xong chưa? Và bây giờ em nhìn vào cái hình ảnh của hóa đơn bán hàng cô đang trình chiếu trên slide đây, các bạn nhìn. Và vẫn cần có các thông tin của tờ hóa đơn. Đó là mẫu số ký hiệu số hóa đơn đúng không? Tên của hóa đơn là hóa đơn bán hàng. Nó sẽ vẫn cứ có thông tin của người bán và thông tin của gì? Người mua này. Đúng chưa nhỉ? Và nó vẫn cứ có thông tin của số thứ tự hàng hóa. Đây. Nó vẫn cứ có các thông tin về hàng hóa, đơn vị tính của hàng hóa, số lượng đơn giá và thành tiền. Và hôm nay nó sẽ ra được tổng số tiền thanh toán. Nhưng ở đây em thấy rằng nó không có thông tin của thuế giá trị gia gì gia tăng và thuế xuất thuế giá trị gia tăng, đúng không? Đúng rồi cậu. Đấy. Vậy thì hóa đơn bán hàng về cơ bản các nội dung nó giống hệt giống như hóa đơn giá trị gia tăng. Nó chỉ không có thông tin về thuế xuất thuế giá trị gia tăng và giá trị thuế giá trị gia tăng thôi. Còn nó vẫn cứ bao gồm tất cả thông tin khác, từ mẫu số ký hiệu hóa đơn, tên hóa đơn, thời gian nộp hóa đơn, người bán, người mua, thông tin về hàng hóa dịch vụ được mua bán, chữ ký của người bán, người mua. Rõ lần này chưa cả lớp? Dạ rồi. Ok, vậy thì khi mà các bạn tìm hiểu về hóa đơn trực tiếp, bạn cũng cần phải làm sáng tỏ của cô rằng thế thì hóa đơn trực tiếp này nó dùng cho đối tượng nào? Thì bạn viết về đi ạ. Là hóa đơn dùng cho các đối tượng sau. Xong chưa? Dạ rồi. Vậy thì nhớ cô này. Nếu như doanh nghiệp bán hàng thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hóa đơn để sử dụng. Một là hóa đơn trực tiếp và hai là hóa đơn gì? Giá trị gia tăng. Đúng không? Bởi vì hóa đơn trực tiếp đọc này nó vẫn dùng cho được cả gì ạ? Tổ chức này. Đúng chưa? Tuy nhiên thì muốn sử dụng hóa đơn giá trị tăng thì doanh nghiệp phải áp dụng được phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp là phương pháp khấu trừ. Còn nếu như dùng hóa đơn trực tiếp thì cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp đây là phương pháp trực gì? Trực tiếp. Đấy là lý do vì sao bạn luôn nhớ tôi rằng hóa đơn trực tiếp sử dụng cho các tổ chức cá nhân áp dụng cái phương pháp khai tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực gì ạ? Trực tiếp. Được chưa?
cá nhân như vậy, cá nhân muốn sử dụng hóa đơn thì cá nhân chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là hóa đơn gì thôi ạ? Trực tiếp thôi. Nhưng đối với cái tổ chức thì họ có thể lựa chọn một trong hai loại để sử dụng. Một là trực tiếp, hai là giá trị gia tăng. Nhưng sử dụng hóa đơn trực tiếp thì cái phương pháp tính thuế họ phải sử dụng là phương pháp trực tiếp. Còn nếu như họ muốn sử dụng hóa đơn giá trị tăng thì cái phương pháp tính thuế họ sử dụng phải là phương pháp gì ạ? Khấu trừ. Cái này có lớp hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi, ngoài ra cái hóa đơn trực tiếp này nó bắt buộc sử dụng cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Đặt chân cho tôi với cụm từ tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Như vậy em phải nhớ cho cô rằng đã là những tổ chức cá nhân, nghĩa là nằm trong khu phi thuế quan, thì họ chỉ được sử dụng hóa đơn gì thôi? Trực tiếp thôi. Chứ họ có được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không? Không ạ. Ừ. Vậy thì cô sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi. Các bạn tìm hiểu đi. Vì sao? Vì sao các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng? Vì sao các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng? Cái phần này buổi sau cô sẽ giải thích rất kỹ cho các bạn nha. Vì sao các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng? Không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy chốt lại về hóa đơn trực tiếp. Hóa đơn trực tiếp là một loại hóa đơn. Tuy nhiên, trên cái tờ hóa đơn trực tiếp này nó sẽ không có thông tin của thuế giá trị gia tăng và thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Và hóa đơn trực tiếp này nó sẽ sử dụng cho tổ chức cá nhân áp dụng cái phương pháp tính thuế phải nộp là phương pháp trực tiếp. Và nó cũng sẽ được sử dụng bắt buộc cho các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Nghĩa là những tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan chỉ được sử dụng hóa đơn gì thôi? Trực tiếp thôi. Ok. Xong nội dung hóa đơn trực tiếp chưa cả lớp? Dạ rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang một loại hóa đơn số 3, đó là hóa đơn khác. Hóa đơn khác ví dụ như là phiếu thu tiền cước vận chuyển này. Đây. Đấy được gọi là hóa đơn. Em nhìn trên cái phiếu thu tiền cước vận chuyển nó vẫn cứ có thông tin của mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn không? Chưa chiếu cô ơi. Cô chiếu slide cô. Ok. Em nhìn thấy chưa? Dạ rồi. Đây em nhìn nhá, cái phiếu thu tiền cước vận chuyển ví dụ của bên Lamelight chờ này nó được coi là hóa đơn đây này. Đây nó vẫn có đầy đủ thông tin của tờ hóa đơn, mẫu số này, nhìn thấy con chuột có gì đúng không? Mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn. Có thông tin của người bán, thông tin của gì? Người mua. Thông tin của về gì đấy ạ? Thông tin về hàng hóa dịch vụ bán ra giữa người bán và người mua. Đúng không ạ? Chữ ký của người bán và người mua. Đấy, vì đấy lý do vì sao mà cái phiếu thu tiền cước vận chuyển này nó được coi là hóa đơn. Thế bây giờ vận dụng vào câu hỏi của bạn, khi em đi ra ngoài cửa hàng người ta đưa cho em một cái tờ viết chữ là hóa đơn bán này, em nghĩ rằng đấy có phải là hóa đơn không? Có hiểu câu hỏi của cô không? Không được coi là hóa đơn. Em đi mua hàng nhiều khi người ta ra cho em một cái tờ hóa đơn rồi trên đấy viết là hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán này, thì đấy được gọi là hóa đơn không? Đấy có được gọi là hóa đơn hợp lý hợp lệ pháp không? Không, không hợp lý, nó là hợp pháp. Sao nó có mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn đây này, nó có các thông tin này đâu, đúng không? Các cái thông tin, yeah. Số hóa đơn, số hóa đơn là 91829 này, tức là Vietnam Airlines đã phải thông báo với cơ quan thuế rằng Vietnam Airlines có cái hóa đơn 91829, và ngày hôm nay thì Vietnam Airlines xuất cho doanh nghiệp là khách hàng của Vietnam Airlines. Thì này hóa đơn này mới gọi là hóa đơn hợp pháp chứ. Còn thì mấy cái tờ gọi là hóa đơn bán lẻ hoặc là hóa đơn bán hàng, người ta cứ in ra một đống, xong hoặc là người ta đi đâu người ta mua ấy, xong người ta viết, rồi bạn mua 500.000 thì viết cho bạn, người ta đưa cho bạn ấy, đấy không được gọi là hóa đơn để bạn hợp lý hợp lệ hợp pháp đâu nhá. Có hiểu ý cô không? Dạ hiểu. Ok. Đây, hoặc là cái cước đường bộ này cũng được coi là hóa đơn này, em nhìn này, vì sao là hóa đơn? Em có nhìn thấy mẫu số, ký hiệu và số của cái cước đường bộ này không? Dạ thấy. Đấy. Các cái thông tin về mẫu số, ký hiệu và cái số của cái số hóa đơn của cước đường bộ này đã được thông báo với cơ quan thuế rồi nha. Bên trên có thông tin của người bán không? Là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam không? Dạ đúng rồi. Đấy, là có thông tin của dịch vụ mà Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam bán không? Dịch vụ đây chính là cước đường bộ tuyến từ vành đai 2 đến quốc lộ 51, nhìn thấy không ạ? Yeah. Đây chính là dịch vụ mà cái người bán này bán cho cái người mua, chính là khách hàng đi qua cái đường cao tốc này. Được chưa? Và đây là cái cước bộ giấy, vì vậy nó sẽ có nhiều liên, nó có liên 1 dùng để lưu lưu tại cái
cái trạm thu phí này. Liên hai là giao cho người nộp tiền, tức là giao cho cái khách hàng chúng ta đi qua ở các trạm thu phí, người ta sẽ cho chúng ta liên hai đấy, bởi chúng ta đang mua cái cước đường bộ, chúng ta sẽ dựng liên hai, đúng không ạ? Bạn thì có giá tiền không? Sẽ có. Tiền đây là 160.000 đồng một lượt và đã bao gồm gì? VAT nhá. Nhưng ở đây chúng ta có thấy có thông tin của khách hàng không? Và có chữ ký của người bán người mua không? Có không? Không. Bạn biết vì sao không, không có à. Không? Cái này, máu này của giống như công ty này của nhà nước. Không phải kể công ty nhà nước, nhưng mà họ vẫn cứ phải có tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn. Chúng ta phải đi ra tại vì khách hàng rồi, của nó rất là nhiều người. Đúng rồi. Rất là nhiều. Đúng rồi, bởi vì em thấy rằng cái lưu lượng khách hàng đi qua các cái trạm thu phí là có nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều đúng không ạ? Vậy thì họ bố trí được một người kế toán hàng ngày cứ ngồi yên đấy, xong rồi viết thông tin của người hỏi xem là khách hàng này là ai, tên là gì, ở đâu, xong rồi viết vào, xong rồi viết cụ thể các cái thông tin về hàng hóa dịch vụ, xong yêu cầu khách hàng người đi đường ấy ký vào, xong rồi người ta mới xuất đưa cho hóa đơn cho bạn đúng không ạ? Người ta có bố trí được như thế không? Dạ không. Làm sao người ta có thể bố trí cái trạm thu phí vé tí, xong rồi thêm nhân viên nhân sự đấy, xong rồi chờ hành khách đi qua, xong rồi xuất hóa đơn, xong rồi làm ách tắc giao thông được, đúng không ạ? Vậy thì để linh hoạt này, người ta sẽ làm sẵn luôn các cái cước đồng bộ này, và bạn đi qua thì sẽ chỉ cần làm một ít thủ tục người ta thôi, người ta phát cho bạn cái cước cái hóa đơn này và bạn trả cho người ta tiền. Em hiểu ý cô rồi đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ có một cái ví dụ cụ thể khác, ví dụ như trong trường hợp em đi xe buýt ý, em thấy rằng lúc này chúng ta cứ nhận về các cái vé xe buýt, và vé xe buýt ý, nó vẫn cứ cần phải có thông tin đầy đủ của gì của người bán, số ký hiệu, số hóa đơn đúng không? Chúng ta vẫn cứ có thông tin của cái người bán, chúng ta chính là cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ của xe buýt đấy, được chưa? Và chúng ta thấy rằng nó có số cái tên của cái dịch vụ đấy chính là cái đoạn đường đi từ đâu đến đâu, đúng không ạ? Đấy chính là dịch vụ của chúng ta mua, dịch vụ vận chuyển đi từ đâu đến đâu. Và hôm nay bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có luôn cả cả cái giá trị của cái vé xe buýt khoảng bao nhiêu, chính là tổng tiền mà bạn phải trả cho người bán. Thế thì rõ ràng đây là người ta không cần phải bố trí trên mỗi một cái chuyến xe buýt cần phải có một người kế toán, khi mà bạn là hành khách bạn mua cái dịch vụ vận chuyển đấy, xong rồi người kế toán lại phải xuất hóa đơn cho bạn, đúng không ạ? Và lúc này và người ta cũng phải đo lường rằng hành khách trên xe buýt có thể rất là đông, vậy là không thể nào mà ngồi mà chờ xuất hóa đơn lần lượt cho từng người được. Đây là lý do vì sao người ta sẽ in sẵn luôn các cái vé xe buýt người ta phát cho hành khách và chỉ cần yêu cầu hành khách trả tiền thôi. Dựa trên cái sự phân tích như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có một cái nhận định, đó là trong trường hợp mà doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp đi mua hàng, thế này chúng ta cần phải có các bằng chứng, đó chính là hóa đơn. Hóa đơn mà chúng ta nhận về, nó có thể là hóa đơn giá trị tăng, nó có thể là hóa đơn trực tiếp, hoặc là nó có thể là các hóa đơn khác, ví dụ như là các cước đường bộ, hoặc là vé xe buýt, hoặc là các cái phiếu thu tiền của các hãng hàng không. Vậy thì khi chúng ta biết rằng nó là hóa đơn rồi thì như này chúng ta cần phải lưu trữ cái hóa đơn này lại. Nhá. Tôi thấy rằng có khá nhiều bạn kế toán ít nghiệm, khi các bạn đi vào các diễn đàn bạn hỏi, ví dụ như là cho em hỏi là cái phiếu thu cước đường bộ này có được ghi nhận là chi phí của doanh nghiệp hay không? Rõ ràng nó là hóa đơn, nó là bằng chứng để chứng minh cái khoản doanh nghiệp bạn đi mua hàng. Vì vậy nếu như nó hợp lý lệ pháp, nó sẽ là chi phí của doanh nghiệp rồi. Nếu chúng ta học từ cái nguyên lý đây, chúng ta chắc là chúng ta phải làm sáng tỏ luôn nội dung đấy rồi. Chúng ta không phải mất công đi đâu chúng ta hỏi, đúng không ạ? Hoặc là khi mà chúng ta đi mua hàng, chúng ta có thể có nhiều người bán khác nhau mà. Bây giờ tôi đi mua hàng cá nhân thì cái ông cá nhân đấy chỉ xuất được cho tôi là hóa đơn trực tiếp thôi. Thì hóa đơn trực tiếp đấy vẫn là một cái bằng chứng hợp lý hợp lệ pháp mà. Tôi vẫn được ghi nhận vào chi phí. Hoặc là tôi đi mua hàng của doanh nghiệp, hóa đơn họ xuất cho tôi là hóa đơn VAT, nó vẫn là bằng chứng hợp lý hợp lệ pháp mà, tôi vẫn được ghi nhận vào đâu đấy ạ, chi phí. Có hiểu ý cô không? Dạ. Vậy thì buổi hôm nay tôi đề nghị các bạn nắm chắc cho tôi các kiến thức về tài khoản kế toán, quy ước về vấn đề liên quan phát sinh tăng giảm của tài khoản doanh thu chi phí. Các bạn cần phải hiểu được cái gì? Mối quan hệ giữa doanh thu chi phí và xác định ở kinh doanh để chúng ta làm sáng tỏ nội dung rằng tất cả tài khoản đầu năm đầu chỉ không bao giờ có số dư, cũng như là các bạn đã tìm hiểu về tài khoản lượng tính và các vấn đề liên quan đến hóa đơn. Ok, nắm chắc kiến thức về hóa đơn và phân loại hóa đơn nhá. Buổi sau chúng ta sẽ học một cái nội dung vô cùng quan trọng, các bạn không thể nghỉ buổi học tới được đâu, đó là tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phân loại giữa hóa đơn giá trị tăng và hóa đơn trực tiếp. Đồng thời cô cũng sẽ làm sáng tỏ cho các bạn câu trả lời cho câu hỏi là vì sao các doanh nghiệp hoặc là các tổ chức cá nhân trong khu vực thuế quan thì không sử dụng hóa đơn giá trị tăng mà lại sử dụng hóa đơn trực tiếp. Và một nội dung cực kỳ quan trọng đó là tìm hiểu về thuế giá trị tăng là gì và các phương pháp tính thuế giá trị tăng và nộp, đúng không ạ? Thì hôm nay mặc dù là học về
Dưới hình thức online như cô muốn học các bạn là sau 3 4 buổi cô dạy các bạn dưới hình thức là online thì các bạn có thấy hiểu bài không? Các bạn có thấy hiệu quả không? Dạ có. Dạ hiểu nhiều không? Có. Thì nó cũng không phải là cái rào cản giữa offline và online đúng không ạ? Có nhiều các bạn học viên các bạn học xong rồi bạn lại thích học online. Ok. Dạ, thì cô sẽ có một số em cũng thấy online hơn. Thì online hơn à? Có một số nhân tại vì ví dụ mình không hiểu cái gì hoặc là không theo kịp gì mình có thể mở video nghe lại không? À đúng rồi, đấy là một cái lợi thế rất là khác. Bởi vì khi các bạn học offline thì không ghi lại được đâu. Thế thì cô cũng sẽ có một cái nội dung về video. Các bạn cố gắng nghe cô nói hết, dặn dò hết xong các bạn mới out nhé. Tôi đang thấy một số bạn out sớm đấy. Thì buổi sau chúng ta sẽ học về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Cô sẽ gửi cho các bạn cái video về từ và phương pháp trực tiếp. Các bạn xem nhuần nhuyễn lại phương pháp này cho cô nhé. Sau đó buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy. Thì nội dung kiến thức nó rất là quan trọng. Các bạn cố gắng các bạn dành thời gian nghe. Nghe đi nghe lại. Ok. Và nếu như mà các bạn nghe mà các bạn thấy hữu ích ý, thì các bạn có thể like cho cô ở trên YouTube ý. Đúng không ạ? Dạ. Ok. Bây giờ giống như buổi học khác thôi. Hôm nay các bạn hiểu bài các bạn comment nhé. Để các bạn giáo viên các bạn ấy biết. Các bạn giáo vụ đây, các bạn giáo vụ có thể điểm danh nhé. Thì nội dung nó muốn nói về vấn đề gì? Bạn khác có hiểu bài không ạ? Bạn comment cho cô đi để cô nhìn thấy. Để bạn giáo vụ bạn tổng hợp lại. Ok, bây giờ cô sẽ gửi luôn lên trên group nhá. Cô sẽ gửi luôn trên group các cái video về phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.